Xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà Tư Duy Ngược được đặt rất nhiều câu hỏi. Làm sao tập trung cao độ để làm việc? Làm sao để deep work, làm việc sâu mà không bị sao nhãng? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự tập trung còn có giá trị hơn cả trí thông minh của bạn. Rõ ràng, đây là một kỹ năng và một khả năng rất quan trọng. Rất nhiều người có những kế hoạch, mục tiêu và cũng là những người rất thông minh. Nhưng họ lại để những chiếc điện thoại thông minh, những chiếc mạng xã hội u mê làm tê liệt vài phần và đôi khi là toàn phần khả năng tập trung và sản xuất của mình. Thông minh bị thông minh hại là như vậy. Đây có thể được xem là thời đại vàng cho sự thống trị của sự trì hoãn và sự sao nhãng. Tư Duy Ngược đã từng là nạn nhân của bộ đôi hoãn nhãn này và quá sợ hãi vì mức độ trì trệ của bản thân ngay trước cả những mục tiêu quan trọng của cuộc đời mình. Nên đây sẽ là video về giải pháp mà Tư Duy Ngược đã vượt qua được giai đoạn đó. Cách làm thế nào để bảo vệ được thời gian mà vẫn chung sống hòa bình và tận dụng khôn ngoan được những cái thiết bị công nghệ của bạn. Trước hết, Tư Duy Ngược muốn bạn hãy chấm điểm bản thân mình dựa trên 5 tiêu chí sau, như hình. 15 giây dành cho bạn. Rồi, bạn đã có phiếu điểm và biết mình hiện đang như thế nào rồi. Bây giờ hãy ghi vào những số điểm mà bạn mong muốn cải thiện, rồi Tư Duy Ngược sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Đây là một chủ đề lớn, rất phức tạp, nên trong video này, Tư Duy Ngược sẽ chia sẻ với bạn mục 2 và năm trước. Phần còn lại sẽ có trong những video tiếp theo. Rồi, chúng ta bắt đầu. Tư Duy Ngược biết rằng bạn đang gặp phải tình trạng là nói một đường là một nẻo. Bạn liên tục lừa dối bản thân mình. Bạn nói rằng, được rồi, hôm nay mình sẽ xử xong cái này, làm xong cái kia. Rồi, bắt tay vào việc thôi. À mà khoan, để check email cái đã. À khoan, để bật Facebook xem thông báo một chút. Đầu óc hơi mệt để làm trận game xả stress chút, rồi hắn làm. Rồi nào là YouTube, chương trình truyền hình, game show hấp dẫn, vân vân. Quá nhiều thứ cám dỗ, và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Bạn lừa dối bản thân, và làm qua loa hết ngày này đến ngày khác. Ai cũng biết rằng mình cần phải hành động để đạt được mục tiêu. Ai cũng biết rằng nó tốt, nhưng chỉ là chúng ta trì hoãn. Trì hoãn cũng giống như việc quẹt thẻ tín dụng vậy. Cảm giác rất là sung sướng, cho đến khi bạn nhận được hóa đơn đến hạn thanh toán. Thế làm sao để bạn thoát khỏi được những sự cám dỗ này và thực sự làm hiệu quả được những gì chúng ta nên làm? Bệnh trì hoãn, bệnh sao nhãng là căn bệnh của thiên niên kỷ, chứ không chỉ ở thời hiện đại của chúng ta. Chỉ là thời đại này, công nghệ đang quá vượt trội và quá áp đảo hơn mà thôi. Và xu hướng của nó thì chỉ có thể càng ngày càng thống trị hơn. Nên bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Để có khả năng không sao nhãng, không có nghĩa là bạn lúc nào cũng tập trung 100% và không bị sao nhãng. Không hẳn như vậy đâu. Trước hết, bạn phải biết là tại sao bạn bị sao nhãng, nguồn cơn của nó đến từ đâu, rồi bắt đầu có biện pháp và chiến thuật để xử lý nó. Người mà muốn chống sự sao nhãng, họ sẽ nói là ok Facebook, ok YouTube, hôm nay tôi bị bạn chơi, lỗi của tôi. Rồi họ sẽ hỏi tiếp là hôm nay mình cần phải làm gì để ngăn cái tình trạng sao nhãng này tiếp diễn vào ngày mai. Còn người mà thích sự sao nhãng á, thì suốt ngày cứ than vãn là Facebook chơi tôi, YouTube nó chơi tôi, hết cái này đến cái khác chơi tôi. Họ đổ lỗi như vậy, cứ bị chơi suốt ngày. Sai lầm nào mà cứ được lặp đi lặp lại thì đó không còn là sai lầm nữa, mà là sự lựa chọn. Trước hết thì bạn cần phải hiểu rõ được sự sao nhãng là gì. Thì sự sao nhãng ở trong tiếng Anh nó gọi là distraction. Thì bây giờ Tư Duy Ngược sẽ mượn một cái đoạn giải thích rất là hay ở trong cuốn sách tiếng Anh tên là Indestructible của tác giả Neil Ayer để bạn có một cái góc nhìn rõ hơn về sự sao nhãng. Đây là cuốn sách mà đã giúp cho mình thoát khỏi được cái bộ đôi hoãn nhãn này. Bạn tập trung ở phần này ha, bởi vì nó sẽ có một xíu tiếng Anh ở đây. Để mà hiểu rõ được distraction nhất thì bạn cần phải biết đối nghịch của distraction là gì. Và đối nghịch của distraction không hẳn là focus, sự tập trung, mà đối nghịch của distraction là traction. Khi bạn nhìn vào hai chữ này thì bạn sẽ thấy là chúng sẽ cùng kết thúc bằng 6 ký tự là action, nghĩa là một cái hành động nào đó. Thì distraction, sự sao nhãng, không phải là một cái thứ gì đó mà nó xảy đến với chúng ta, mà nó là một cái hành động mà tự chúng ta chọn để mà nó xảy ra với bản thân mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi dịch nghĩa cái chữ traction trước. Thì traction là một cái hành động mà bạn hứa rằng là bạn sẽ làm để mà nó giúp bản thân của bạn tiến đến những cái mục tiêu, những cái giá trị và những cái con người mà bạn muốn trở thành. Thì đó là ý nghĩa của việc bạn chọn traction. Và bạn nhớ cái nghĩa này nha, nó sẽ được nhắc ở xuyên suốt ở trong bài. Và đối nghịch của traction là
distraction. Đây là những cái hành động mà nó lôi bạn xa ra khỏi những cái mục tiêu, những cái giá trị và những cái con người mà bạn muốn trở thành. Vậy nên bất kỳ một cái action, một cái hành động nào thì nó đều có thể là traction hoặc là distraction. Quay lại cái ví dụ ban đầu, bạn nói rằng là hôm nay bạn sẽ làm việc hăng say, không trì hoãn, xử đẹp cái dự án của mình. Nhưng mà khoan đã, để check Facebook một chút để xem có thông báo gì không. Đó, bạn bắt đầu cái luồng công việc của mình với một cái hành động là distraction, sao nhãng. Cứ em đi xa quá như vậy. Và cứ như vậy thì bạn bị u mê ở trong cái luồng distraction đó. Vèo một cái là hết 30 phút 1 giờ. Và sau đó là bạn không còn năng lượng để mà tạo ra sự traction đến với những cái mục tiêu của mình nữa. Còn nếu bạn bắt đầu một ngày với hành động của sự traction, thì nghĩa là bạn tập trung làm việc cho dự án của mình. Bạn tìm kiếm tài liệu Google Search, sách vở và xem các video bổ não trên YouTube, v.v. Tuy nhiên ngược không có nói là bạn không được làm những cái hành động sao nhãng như là lướt Facebook, TikTok, chơi game. Không, nếu như bạn thích xem mạng xã hội, thích xem YouTube, thích giải trí thì ok, bạn cứ việc làm. Bản thân mình cũng là một người chơi game, cũng là lướt mạng xã hội. Nhưng mình sẽ làm những cái việc này dựa trên cái lịch biểu của mình, chứ không phải là một cách quá tùy tiện hay là vô tổ chức. Thời gian mà bạn dự định để phung phí thì đó không phải là thời gian lãng phí. Nghe hơi ngược một tí ha, nhưng mà đây là một cái từ khóa rất là quan trọng mà tí nữa chúng ta sẽ bàn sâu hơn. Phần vừa rồi, Tuy Nhiên Ngược đã chia sẻ với bạn hai cái thuật ngữ để chỉ mặt đặt tên cho chúng một cách rõ ràng. Hãy xem những cái thứ bạn đang làm, cơ chế của bạn đang là traction hay là distraction. Đây là bước nhận thức quan trọng đầu tiên trên con đường thoát khỏi sự sao nhãng và sự trì hoãn. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những thứ nào làm khởi phát lên traction và distraction, bao gồm hai thứ, bộ khởi phát bên ngoài và bộ khởi phát bên trong. Những thứ bên ngoài như là đồng hồ, mạng xã hội, gia đình, điện thoại, v.v. Ví dụ như đồng hồ reng lên đánh thức bạn dậy để bắt đầu một ngày làm việc, thì đó có thể gọi là một bộ khởi phát tốt. Hoặc tiếng báo tin nhắn của Zalo quá nhiều làm bạn sao nhãng công việc, thì đó có thể là một bộ khởi phát xấu. Nhưng đây mới là điều thú vị nè. Trên thực tế thì những bộ khởi phát bên ngoài chỉ chiếm khoảng 10% cho những nguyên nhân sao nhãng của chúng ta. Ví dụ như chỉ khoảng 10% là chúng ta bị sao nhãng bởi các thể loại tin nhắn tinh tinh khiến chúng ta bị mất tập trung. Và 90% còn lại, 90% thời gian chúng ta đọc tin nhắn, lướt mạng xã hội thì không đến từ những thứ đang xảy ra ở bên ngoài, mà lại là xảy ra ở bên trong chúng ta. Ngạc nhiên chưa? Sự sao nhãng được xuất phát từ bên trong nội tại của chúng ta. Vậy những bộ khởi phát bên trong này là gì? Nó là những cảm giác không thoải mái mà chúng ta tìm cách để thoát ra, như là sự buồn chán, cô đơn, mệt mỏi, lười biếng, stress, sự lo lắng, v.v. Và giải pháp để thoát ra khỏi những sự bí bách này thì lại rất dễ được tìm thấy ở những thiết bị như thế này hoặc những nguồn cơn sao nhãng khác. Và đó cũng là lý do tại sao nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Thù trong, giặc ngoài là đây. Trước tiên hết, bạn phải xử lý được những bộ khởi phát bên trong này của mình. Đây là điều quan trọng nhất, bởi vì nó chiếm đến 90%. Thường thì động lực để chúng ta làm một điều gì đó chính là sự khao khát để thoát ra khỏi những sự không thoải mái. Đây là một cơ chế cân bằng nội sinh rất hiển nhiên của con người. Đói quá, để thoát ra khỏi cảm giác này, bạn ăn. Chán quá thì chơi game. Đang quá tò mò về một tin tức gì đó thì bạn sẽ tra Google. Tất cả những thứ bạn làm là đều để thoát ra khỏi một tình trạng mong muốn nào đó của mình. Và dĩ nhiên, tự vô thức của chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn những phương án giải thoát từ dễ đến khó. Giả dụ ngồi vào bàn, dù ban đầu bạn đã thề rằng mình sẽ làm việc thật chăm chỉ, vậy mà không hẹn mà tới, việc đầu tiên bạn thường làm lại là truy cập vào YouTube, vào Facebook hay một cái trang báo mạng quen thuộc nào đó để xem có gì mới không, thay vì là bắt tay vào làm việc. Đó là vì não bộ nó chỉ ưu tiên làm những việc dễ thay vì việc khó. Và khi não chưa được huấn luyện để vượt qua và chống lại những sự vô thức tự động này, thì khả năng cao là bạn sẽ rất dễ bị rơi vào các trạng thái của distraction. Và Tư Duy Ngược sẽ hướng dẫn bạn ha. Nguyên lý ở đây là chúng ta cần phải có phần thưởng để thoát ra khỏi những trạng thái mà chúng ta không mong muốn. Và nói đến phần thưởng thì có hai loại: phần thưởng trì hoãn và phần thưởng tức thời. Phần thưởng tức thời đến từ những việc như lướt TikTok, chơi game, xem phim, đọc tin rác, v.v. Dấu hiệu nhận biết của loại phần thưởng này là nó rất dễ gây nghiện. Nghĩ đến nó thôi cũng đã đủ làm bạn rạo rực. Còn trong lúc bạn đang thưởng thức nó thì rất u mê, cuốn cuốn. Nhưng khi bạn dừng việc hưởng thụ nó lại thì là xong luôn. Thường là bạn sẽ tịch luôn, chẳng làm được cái gì nữa hết. Năng lượng tụt thê thảm, ý chí cạn kiệt. Giờ, một,
là tìm một loại phần thưởng tức thời khác để chơi bời cho phê pha tiếp, giết thời gian. 2. Là rủ bạn bè tụ tập đi quẩy, đi chơi, đi nhậu. 3. Là đi ngủ. Đó là phần thưởng tức thời. Nếu bạn thích loại phần thưởng này, thì bạn sẽ có một cái kết không thể tức thời hơn. Cái kết của một con nghiện quốc dân. Thứ hai, phần thưởng trì hoãn. Trái ngược với tức thời, đây là loại phần thưởng khi nghĩ đến nó, bạn sẽ thấy có một chút hơi gian nan hoặc hơi ngán để khởi phát nó lên. Nhưng sau khi đã thâm nhập vào nó được một khoảng thời gian rồi, thì khi mà phần thưởng trì hoãn dần được tiết ra trong và sau khi đã đến đoạn kết, thì ôi, bạn sẽ thấy là sao mình lại tuyệt như thế nhỉ? Cảm tưởng như bạn có thể làm được bất kỳ điều gì. Phần thưởng này bao gồm những thứ như tập thể dục, đọc sách, ăn uống có kỷ luật, thực thi những công việc, mục tiêu quan trọng bạn đặt ra, vân vân. Đây là loại phần thưởng sẽ củng cố cho cái tôi, những sự tự tin của bạn rất đáng kể. Còn phần thưởng tức thời thì thường sẽ chỉ làm suy giảm năng lực của bạn. Rồi, vậy là thêm hai thuật ngữ nữa để chỉ mặt đặt tên một cách khoa học cho những mắt xích tác động đến năng suất và tâm lý của bạn để bắt đầu quá trình xây dựng lại bản thân. Thế thì, có nên tạo ra phần thưởng tức thời không? Hay chỉ cần phần thưởng trì hoãn? Sự thật là, bộ não của chúng ta không được sinh ra để thành công, mà nó chỉ được sinh ra để tồn tại. Nghĩa là, nếu trong những điều kiện không có gì nguy hiểm hay khó khăn, thì nó sẽ mặc định lựa chọn những thứ dễ dàng, một cách tự động và vô thức. Còn để thành công á, thì bạn cần phải làm hoàn toàn ngược lại. Vậy nên, chỉ còn cách là bạn phải học cơ chế suy nghĩ mới, nâng cao hiểu biết và có nhận thức rất nhạy bén với những cái hành vi và lề thói mình đang có để thiết lập lại cơ chế của não bộ cho chuẩn xác ngay từ bây giờ. Còn không, thì bạn có thể đợi mình lao vào vũng lầy, không còn đường thoát nữa, thì may ra não bộ của bạn nó sẽ tự vùng lên, chiến đấu để sinh tồn. Nhưng mà có sinh tồn được hay không á, thì còn tùy vào việc bạn đang lao vào cái vũng nào, thì cái đó không chắc được ha. Nếu bạn muốn sống khó, thì hãy làm những việc dễ. Nếu bạn muốn sống dễ, thì hãy làm đủ nhiều những việc khó. Nên bạn càng dễ dãi, càng sống dễ với bản thân bao nhiêu, thì cuộc đời lại càng khó sống với bạn bấy nhiêu. Cá nhân Tư Duy Ngược luôn tuân theo quy tắc là khổ trước, sướng sau. Hãy huấn luyện cho não bộ theo cơ chế này, càng sớm càng tốt. Vậy nên, vào đầu ngày hay ở đầu bất kỳ một buổi làm việc nào, tôi sẽ bằng mọi giá lựa chọn tạo ra cho được phần thưởng trì hoãn trước. Rồi sau 1-2 phiên làm việc, tôi sẽ chọn phần thưởng tức thời để sạc lại binh, F5, làm mới lại đầu óc của mình. Bạn lưu ý chỗ này, khi kết thúc phiên làm việc, có thể bạn sẽ hơi mệt, nhưng phần thưởng trì hoãn lúc này sẽ được tiết ra toàn bộ, làm bạn cảm thấy vô cùng sảng khoái, có hứng để tiếp tục duy trì sự giỏi giang này của bản thân, như việc bạn làm chuyện công ích đó, dù mệt nhưng lại rất vui. Vậy nên sau khi mệt, bạn sẽ dùng một ít phần thưởng tức thời để nghỉ xả một chút, thì hai cái sướng này nó sẽ đến cùng một lúc, tạo cho bạn cảm giác rất thư giãn. Lưu ý là đừng xả quá lâu, để đảm bảo là bạn sẽ quay lại để tiếp tục phấn đấu và phát triển. Vậy nên nguyên tắc là hãy thực hiện những hành vi tốt bự mà tạo ra nhiều phần thưởng trì hoãn để bao bọc lấy những hành vi có tính cám dỗ của phần thưởng tức thời. Mà tức thời cũng vừa phải thôi bạn nha. Phải có chừng mực và nguyên tắc rõ ràng với những cái thứ gây nghiện này. Tư Duy Ngược sẽ chia sẻ bạn cách chừng mực với nó sau. Như đã nói thì bản thân tôi cũng chơi game, cũng lướt các thể loại. Nhưng tôi có một hệ thống để biến những cái sự sao nhãng và tức thời này thành một đòn bẩy để giúp tối ưu được những công việc có ích khác của mình. Có một vài video của Tư Duy Ngược cũng đến từ việc lướt TikTok hay Facebook mà nảy ra ý tưởng. Nó hoàn toàn là về câu chuyện, hệ thống và cơ chế của bạn là gì thôi ha. Thời gian bạn dự định để phung phí thì không phải là thời gian lãng phí. Hãy nhớ câu nói này. Tốt hay xấu là do cách bạn sắp xếp các bố cục và vị trí. Bày binh bố trận khác đi một chút thôi thì bạn sẽ có một kết quả hoàn toàn khác. Khi đã tạo ra được một hệ thống như vậy, bạn sẽ không sợ bị lạc trôi nữa. Hoặc nếu khi đi lệch ra thì sẽ tự động có những cảnh báo để nhắc nhở bạn ngay. Giống như hệ thống an toàn, cảnh báo làn đường trên xe hơi vậy đó. Năng suất kém là hậu quả từ việc bạn không chịu đưa mình vào chế độ traction. Còn một khi đã thường xuyên vào chế độ traction và hiểu được giá trị của nó rồi á, thì bạn sẽ cực kỳ muốn tránh xa distraction. Mà nếu có lỡ rơi vào sự sao nhãng, thì nhận thức của bạn vẫn sẽ đủ mạnh để thoát nhanh ra khỏi đó. Chứ không như trước đây là cứ rơi tọt vào cái hố xoáy này và liên tục bị vô hiệu hóa năng suất làm việc. Nói chung,
Khi trải nghiệm được cảm giác traction này ngày càng nhiều, thì bạn sẽ càng ngày càng cải thiện cảm hứng. Quan trọng nhất là bạn có định lực vững vàng trong việc kiểm soát những cái suy nghĩ hướng đến những mục tiêu mà bạn muốn, nhanh chóng đánh hơi được và phản ứng với những thứ đang gây hại cho bạn. Đến khi mà bạn dẹp bỏ đi được khoảng 70-80% những điều kiện của distraction, thì khi đó bạn sẽ xây dựng được khả năng giữ lời hứa gần như tuyệt đối với bản thân, rằng khi bạn nói bạn sẽ làm một thứ gì đó thì bạn sẽ làm. Và khi bạn nói bạn không làm một điều gì đó thì bạn sẽ có khả năng để không làm việc đó. Đây là cách để bạn trở nên không sao nhãng khi bạn thuần thục và kiểm soát được những bộ khởi phát, những hệ thống và nguyên tắc mới để xử lý những cảm xúc bất định bên trong. Vậy là toàn bộ mọi thứ về lý thuyết, về thuật ngữ, về tâm lý học, về cách tư duy bày binh bố trận thì nó đã ngon lành hết rồi. Nhưng mà mọi thứ nó sẽ đổ sông đổ biển nếu như bạn ngồi vào bàn và bạn vẫn không thể nào làm việc được. Nên bây giờ chúng ta sẽ nói về cách để làm sao có được một cái hệ thống hoàn hảo để chắc chắn là đưa bạn vào một cái chế độ làm việc gọi là cái traction mode, thay vì là cái chế độ sao nhãng distraction mode. Bất kỳ khi nào ngồi vào bàn thì cái tiềm thức và cái vô thức của bạn nó sẽ nảy lên những cái ý nghĩ của distraction, như là bật YouTube lên đi, bật Facebook lên đi, bật báo mạng lên đi, cầm điện thoại lên đi, vân vân. Đó, rất là nhiều sự thúc giục như vậy. Thì bây giờ Tuy Ngược sẽ giới thiệu cho bạn một cái bộ đôi nguyên tắc để mà triệt tiêu đi những cái thói quen xấu này. Vậy thì để mà chống lại được cái bộ đôi hoảng nhãn này thì chúng ta sẽ cần phải có một cái bộ đôi khác, là đặt đồng hồ và nguyên tắc 5 giây. Đầu tiên là phương pháp đặt đồng hồ. Lưu ý với các bạn, đây không phải là phương pháp Pomodoro. Mình đã từng làm việc với Pomodoro nhưng mà nó không khớp với cái phong cách làm việc của mình cho lắm. Và mình cũng không thích cái cách mà Pomodoro nó mặc định là một phiên đếm ngược xuống là 25, 30 hay là 35 phút từ cái cài đặt ban đầu của mình, thì nó sẽ hơi bị khuôn khổ một chút. Nên với cái trải nghiệm của mình thì cái phương pháp này nó sẽ hiệu quả hơn Pomodoro. Bản chất của mình là một người khá tăng động, tay chân nó hơi chuyển động, hơi tái máy một chút. Và dựa trên thang đo về 3 kênh tiếp thu thông tin VAK á, thì mình học hiệu quả nhất là thông qua cái kênh vận động, rồi sau đó mới đến là tai, là nghe, rồi cuối cùng là mới đến mắt. Vì vậy mà mình thường khó ngồi yên một chỗ và cái mức độ tập trung nó cũng tương đối ngắn. Và trước đây thì mình cũng rất là lười đọc, đọc siêu chậm luôn các bạn. Thì bạn phải biết được cái sở trường, sở đoản của bạn là gì, thì sau đó thì chúng ta mới có được những cái kế hoạch để mà rèn luyện ha. Mỗi khi mà mình ngồi vào bàn làm việc thì việc đầu tiên mà làm á sẽ là bật cái app đồng hồ ở trên điện thoại hoặc là iPad lên, và rồi chuyển qua cái chế độ bấm giờ và ấn bắt đầu. Và thường thì mình thích bật ở trên iPad hơn bởi vì nó to. Chỉ cần một hành động đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn thoát khỏi được sự sao nhãng cực kỳ hiệu quả và tập trung được để làm việc. Ý nghĩa của nó như sau: bản thân mình là một người rất là quý trọng thời gian và mình không bao giờ để thời gian nó chết đi một cách vô ích. Ví dụ như vào nhà vệ sinh hay là đến những cái nơi mà cần chờ đợi á, thì mình thường đem sách theo để đọc, hoặc là xem video học thuật kỹ năng, hoặc là ghi chú ý tưởng cho Tư Duy Ngược, vân vân. Đây là cái thói quen yêu thích của mình. Và mình cũng biết rằng là việc trân trọng thời gian cũng là cái đức tính hàng đầu của những người thành công, và mình tin bạn cũng như vậy. Trước đây khi mà ngồi vào bàn làm việc mà không bật đồng hồ lên á, thì mình thấy là bản thân nó thường dễ sao nhãng một cách khủng khiếp, đặc biệt là cái công việc viết thoại và lên kịch bản cho các video của Tư Duy Ngược. Đây là cái công việc tiêu tốn nhiều neuron nhất, nên là cứ làm vài phút á thì ngón tay của mình nó sẽ tự động di chuyển sang những cái ứng dụng khác, và mình không thể tắt toàn bộ ứng dụng được bởi vì còn phải tra cứu, còn phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau. Thậm chí là đôi khi làm việc căng quá thì lại theo cái thói cũ là cầm điện thoại lên lướt Facebook, và lướt một hồi là 20-30 phút, có khi 50 phút là coi như là xong phim luôn. Nhưng mà từ khi chỉ đơn giản là bật cái đồng hồ lên thì mình có thể tập trung lạ thường và ít sao nhãng hơn hẳn. Thì sau này mình mới phát hiện ra là có 3 cái bí mật sau. Thứ nhất, tất cả mọi thứ bạn làm đều cần có một điểm tựa, một điểm để neo vào. Nên vấn đề là bạn chọn cái gì để neo mình vào. Như việc bạn ngồi thiền, để thiền định được tâm của mình, thì với những người mới bắt đầu, cách đơn giản nhất là bạn cần phải neo tâm của mình vào hơi thở. Hít vào, thở ra, luyện tập dần dần thì tâm sẽ định được theo hơi thở. Cũng tương tự như vậy, vì thời gian là giá trị mà tôi rất để tâm đến, nên việc bật đồng hồ lên sẽ giúp tôi đặc biệt tập trung vào giây phút và khoảnh khắc hiện tại, rằng là tôi đang có thêm hay đang mất đi bao nhiêu thời gian. Từng giây từng phút đang chạy trên màn hình sẽ giúp neo tôi lại. Thậm chí nếu lúc đó bạn đang lướt mạng xã hội thì đồng hồ vẫn sẽ giúp bạn rất mau thoát ra khỏi chế độ sao nhãng. Thứ hai, lăn bánh đoàn tàu. Khi tôi thấy đồng hồ bắt đầu chạy thì như một vận động viên bắt buộc tôi phải rời khỏi vạch đích để hướng tới mục tiêu của mình. Khi đồng hồ đã chạy, tôi không bị chần chừ gì nữa, chẳng cần phải vận công hay khí tụ đang điền gì để phải y ạch bắt đầu lại buổi làm việc của mình như trước đây.
mà mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Thời gian là tiền bạc mà đô la đang trôi đi, thì mình cũng phải làm gì đó. Hoặc bạn có thể dùng nguyên tắc nhỏ rất thú vị sau đây, nguyên tắc 5 giây. Nguyên tắc 5 giây nói rằng là bạn sẽ không bao giờ thấy sẵn sàng khi mà làm những cái việc mà đòi hỏi cần phải có ý chí, hay là những cái việc mà khiến bạn nó hơi không thoải mái một chút. Kiểu như là bạn sẽ thấy không bao giờ sẵn sàng để mà tung ra một cú nhảy vậy đó. Dựa trên nghiên cứu khoa học thì não bộ nó được thiết kế để sinh tồn và bảo vệ bạn. Mà sự thay đổi thì đòi hỏi phải có rủi ro. Cho nên là não bộ nó bảo vệ bạn bằng cách nó nói là ok, tí rồi làm, thôi mai rồi làm, cứ trì hoãn và trì hoãn như vậy. Và nếu như bạn cứ liên tục trì hoãn thì bạn sẽ chỉ thường là cứ ngồi nghỉ thôi. Thì đây là lúc mà bạn cần nên dùng nguyên tắc 5 giây để đẩy bản thân mình đến cái việc hành động. Thì tất cả những điều bạn cần làm là hít một hơi thật sâu và sau đó là đếm 5, 4, 3, 2, 1 và rồi bắt đầu hành động cái điều mà bạn cần làm. Đây là cái câu thần chú để mà phá vỡ đi cái khuôn mẫu của việc suy nghĩ quá độ như là sợ hãi, lo lắng, trì hoãn, so sánh, không sẵn sàng, vân vân. Đơn giản như vậy thôi, 5, 4, 3, 2, 1 và kết hợp với đồng hồ thì bạn sẽ tắt được cái cơ chế trì hoãn này của não bộ và bật sáng được cái khu vực gọi là prefrontal cortex, là cái phần não thùy gián trước, cái phần não ra quyết định. Đây là cái khu vực não bộ bạn cần để mà học được một hành vi mới hay là bắt đầu một hành động gì đó mới mẻ mà nó có ích cho bạn. Thứ ba, nó giúp bạn đo lường được một cách chủ động. Cái này quan trọng lắm nha. Giả dụ đồng hồ chạy đến 15-20 phút rồi, tôi liếc sang và thấy thì wow, mình cũng làm được 15-20 phút chất lượng rồi. Thấy hào hứng nên cứ tiếp tục làm. Rồi giả dụ đến phút 35, chưa cần phải nghỉ dài, nhưng tôi thấy hơi bị đóng não một chút vì cũng đã ở trong chế độ tập trung khá lâu, nên tôi muốn tấy máy một chút để thư giãn nhẹ. Thì tôi sẽ xem thông báo và lướt trên điện thoại một chút, hay nghe một bài nhạc. Hoặc tốt nhất là bạn nên thư giãn liên quan đến việc di chuyển cơ thể, có thể là chơi đùa với một trái banh trong vài phút, hoặc dọn phòng, lau nhà kết hợp với nhạc sôi động một chút. Ngày trước mà không bật đồng hồ, nếu lướt mạng xã hội, thường tôi sẽ lướt lâu và khá lâu. Nhưng khi có đồng hồ nó đang chạy động trên màn hình iPad hay điện thoại, thì với cơ chế neo này của đồng hồ, chỉ vài phút thư giãn trên mạng xã hội hay TikTok là đã đủ. Tôi có thể nhanh chóng dừng lại chế độ sao nhãng của mình. Sẽ không có chuyện đồng hồ nó chạy 30, 40, 50 phút mà tôi vẫn ngồi lướt. Đơn giản là nó rất kỳ, vì bạn đã tạo ra một cơ chế và hệ thống mới cho não bộ rồi. Trước đây, tôi thường bị thuật toán của anh Mark hay TikTok nó dội bom suốt ngày, dội không có điểm dừng. Nhưng giờ thì đã có cơ chế để bảo vệ mình rồi. Be present, neo lại để quay về hiện tại. Nên đây là lợi ích rất lớn của đồng hồ mang lại cho bạn, ngay cả trước, trong và sau khi làm việc. Những con số chạy động trên màn hình iPad hay điện thoại với tôi thì nó rất thực. Khi bạn nhìn vào màn hình máy tính làm việc thì khẩu độ mắt của bạn vẫn thấy lờ mờ thời gian đang chạy bên kia. Nó không hề làm bạn mất tập trung, mà trái lại còn khiến bạn rất tập trung. Còn trước đây, thay vì là màn hình đồng hồ thì nó thường là những bộ phim tôi đã từng xem, bật lên để vừa nghe vừa làm việc cho nó chill. Và dĩ nhiên làm việc như vậy khó lòng mà hiệu quả được. Khi bạn cột sự tập trung của mình vào một màn chiếu phim, một tác nhân gây sao nhãng và cám dỗ siêu mạnh. Chính vì vậy mà tôi có thời gian bị nghiện với cách làm việc này. Rất may là giờ tôi đã cai nghiện thành công. Tuy ngược cũng áp dụng phương pháp đồng hồ này với việc đọc sách, nhưng sẽ hơi khác so với phiên bản làm việc. Nếu bạn đã tham gia khóa học Smart Reading của Tư Duy Ngược thì cũng đã biết về mẹo hiệu suất này. Thường sau một phiên làm việc tôi sẽ giải trí nhẹ, còn sau hai phiên nặng tôi sẽ giải tỏa bằng cách chơi 1-2 trận game. Sau đó sẽ quay trở lại tiếp tục làm việc sâu. Có lần tôi đã từng nhận thấy bản thân mình có biểu hiện như sau. Hôm đó tôi ăn cơm tối xong, vì ăn hơi nhiều nên khá no. Lên phòng chưa làm việc được nên tôi làm một số sự vụ râu ria trước. Sau 15-20 phút tôi có cảm giác hơi tụt năng lượng vì mấy cái râu ria này. Xong trong đầu nảy ra một suy nghĩ như mọi khi. Ok, giờ làm hai ván game cho khỏe lại rồi hãy bắt đầu làm việc. Trước đây, trong 10 lần tôi bắt đầu buổi làm việc bằng cách chơi game trước, thì đến 9 lần là sau đó tôi không làm việc và không thể làm việc được, mà chỉ ngồi lang thang trên máy tính, lạc trôi vào chế độ sao nhãng, gây cạn kiệt năng lượng, nên không thể đủ ý chí để tạo ra được những phần thưởng trì hoãn. Nhưng hôm nay thì khác, tôi vẫn có cảm giác đờ đẫn đó, nhưng vẫn bật dậy được, bỏ điện thoại xuống, bật đồng hồ trên iPad lên, và thế là bằng một phép màu nào đó, tôi lại có thể làm việc được hơn một tiếng đồng hồ vào tối hôm đó cho đầu việc viết thoại của Tư Duy Ngược, đầu việc gian nan nhất. Thật sự là một tiếng này giúp ích cho tôi rất nhiều.
Sau đó tôi mới vô tình nhận ra là, à, hôm nay mình bắt đầu chơi game trước, mà vẫn có thể làm việc được rất sâu hậu chơi game. Đúng là mình có khác trước thiệt, nhưng mà lần sau không nên chơi dại như vậy. Thêm một chia sẻ ngắn nữa dành cho những bạn bị nghiện game nha. Trước đây, khi tôi muốn giải tỏa, tự nhủ là chơi một game thôi, nhưng thường thì phải chơi 2-3 game. Vậy mà vẫn thấy chưa đủ, có khi chơi xong còn vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi dần tạo ra cơ chế mới cho bản thân, thì có một sự khác biệt là chỉ cần một game là đủ. Dù cho thắng hay thua, tôi vẫn thấy mình dễ dàng bỏ điện thoại xuống, cảm thấy được hồi phục và bắt đầu làm việc tiếp, không còn bị mắc kẹt như trước nữa. Đó là sự kỳ diệu khi bạn tạo ra cơ chế mới cho não bộ. Quy tắc của chúng ta là nếu bạn có 15 đến 30 phút đầu ngày thành công, thì xác suất rất cao là phần còn lại của buổi sáng cũng sẽ thành công. Quán tính ha. Rồi nếu buổi sáng thành công thì bạn sẽ có cả một ngày thành công, chắc chắn là như vậy. Bạn bắt buộc phải thành công, phải tạo ra sự traction ở những khoảnh khắc đầu tiên của mỗi buổi làm việc như vậy, thì nó sẽ tạo đà cảm hứng một cách quán tính. Hãy bắt đầu một ngày bằng những việc khiến bạn tự hào với bản thân mình. Như vậy, nó sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục tìm kiếm thêm những phần thưởng từ việc học, làm việc, vân vân. Còn việc bạn chơi game, lướt web thì nó chả cần ý chí gì hết, nhưng chơi xong là liệt luôn. Bằng một cách nào đó mà những thứ này nó hút năng lượng sống của chúng ta khủng khiếp một cách rất khó hiểu. Nếu lỡ bạn đã bắt đầu lướt trên máy tính hay điện thoại trước, thì như đã nói, trước tiên hết bạn phải bật đồng hồ lên. Nhìn vào đó, nó sẽ giúp bạn có lực neo để thoát ra khỏi chế độ distraction. Cùng với nguyên tắc 5 giây sẽ nhanh chóng đưa bạn vào chế độ traction. Phải có năng lực quay đầu là bờ, biết buông bỏ để kỷ luật với hệ thống và cơ chế bạn đã đặt ra ha. Chứ đừng có lỡ 5 phút, 10 phút rồi thì thôi, làm luôn một tiếng cho chẳng là tự sát đó bạn nha. Đây sẽ là một chuỗi các video rất quan trọng về năng suất làm việc và cách thoát ra khỏi sự sao nhãng. Đây chỉ mới là một phần nên bạn sẽ thấy nó chưa thực sự trọn vẹn và chưa đầy đủ các mắt xích. Tôi Duy Ngược sẽ giúp bạn giải quyết những một còn lại ở các số sắp tới, cũng như bổ sung thêm một vài khía cạnh phụ trợ khác. Nếu bạn muốn nhận tài liệu một trang PDF của video này, thì sẽ có một đường link ở bên dưới khung mô tả để bạn điền email, thì hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn tài liệu này. Đây là một tài liệu rất quan trọng dành cho bạn. Và như đề cập, nếu bạn có thể đọc được tiếng Anh, thì có thể tham khảo cuốn sách Indestructible của tác giả Neil Ayer. Còn nếu không, thì bạn cũng đừng quá lo lắng. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những số tiếp theo của Tư Duy Ngược. Đọc tốt là một loại kỹ năng bạn bắt buộc phải có để nâng cao được khả năng tự học và thay đổi cuộc sống. Nếu bạn đang rất muốn đọc nhưng lại lười vì mình đọc quá tệ hay quá chậm, thì có thể tham khảo khóa học Smart Reading của Tư Duy Ngược đang có ưu đãi rất tốt dành cho bạn. Bạn có thể xem chi tiết đường link trong khung mô tả bên dưới. Nếu bạn thấy video này bổ ích thì hãy giúp Tư Duy Ngược like, share và comment một điều gì đó nhé. Xin chào bạn. Mỗi năm, ai cũng đều có 365 ngày. Cứ cho là bạn được nghỉ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, thì một năm, 52 tuần, bạn nghỉ hết 104 ngày mỗi năm, ngủ 8 tiếng mỗi ngày, là hết 122 ngày một năm, hết 1/3 cuộc đời dành cho việc ngủ. Thời gian ăn uống 3 buổi, gồm cả nấu, mất khoảng 2 giờ mỗi ngày, là hết 30 ngày một năm. Thời gian tắm giặt, vệ sinh cá nhân, 1 giờ mỗi ngày, là hết thêm 15 ngày. Mỗi năm bạn dành khoảng 20 ngày đi đám cưới, đám ma, ăn tiệc, nhà mới, thôi nôi, thăm người bệnh, vân vân. Mỗi năm nghỉ hè, nghỉ dưỡng, đi du lịch khoảng 2 tuần là hết thêm 14 ngày một năm. Ăn Tết, về quê, thăm ông bà, người thân, bạn bè hết 15 ngày mỗi năm. Gọi điện thoại, nhắn tin, lướt web, lướt Facebook 1 tiếng mỗi ngày là hết 15 ngày một năm. Cưỡi lên con xe, lượn lờ ngoài đường mỗi ngày ít nhất 1 tiếng là hết thêm 15 ngày một năm. Chơi thể thao, giải trí, xem TV, nghe nhạc 1 tiếng mỗi ngày là hết thêm 15 ngày nữa. Vậy số ngày trong năm bạn dành cho làm việc và kiếm tiền là lấy 365 trừ 104 trừ 122 trừ 30 trừ 15 trừ 20 trừ 14 trừ 15 15 15 và 15. Kết quả chúng ta nhận được là còn đúng cái nịch. Một con số không tròn trĩnh. Vậy đó, nếu như bạn có nghèo thì đó không phải là vì bạn bất tài đâu, mà chỉ là vì bạn thiếu thời gian mà thôi. Một ví dụ vui thôi, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì bạn sẽ thấy nó vui đến đáng sợ. Có thể một số dữ liệu về ngày giờ thì có thể chưa chuẩn xác lắm, nhưng Tư Duy Ngược cũng đã cố tình giảm đi một số mục mà trên thực tế là bạn còn tiêu thụ nhiều hơn. Thậm chí là có rất nhiều mục
còn chưa được liệt kê vào, vậy mà cũng đã đủ để đưa chúng ta về mo. Nên bạn cũng đừng quá khắt khe với số liệu này. Mục đích của ví dụ này chỉ để nói lên là nếu bạn là một người có phong cách sống luôn luôn hiện diện, có mặt và ưu tiên cho mọi cuộc vui, thì đây sẽ là một kết quả rất cay đắng mà bạn phải nhận. Cuộc đời này đúng là rất ngắn ngủi, nên đây là lý do mà bạn cần phải có kỹ năng quản lý tốt thời gian của mình. Tiếp tục với 5 mục ở phần 1 lần trước, Tư Duy Ngược đã chia sẻ về mục 2 và 5 rồi. Hôm nay sẽ đến với mục số 1, phần rất quan trọng. Bản thân tôi là người không thích sự áp đặt hay ràng buộc nào đó trong phong cách làm việc. Vì vậy mà trước đây tôi không quan tâm đến những hoạt động tạo ra lịch biểu, mà chỉ thường thích tiếp cận ngẫu nhiên, freestyle, với các kế hoạch và đầu việc của mình. Nếu bạn chỉ có 1-2 đầu việc cần làm, thì cách làm ngẫu nhiên này cũng tạm ổn. Nhưng một khi khối lượng công việc và số lượng đầu việc tăng lên, nếu vẫn dùng cách ngẫu nhiên này, thì nó sẽ khiến hiệu suất công việc của bạn trở nên rất tùy tiện. Tư Duy Ngược nhớ là khoảnh khắc mà mình bắt đầu có mộng tưởng lớn hơn về những gì mình cần làm, thì cũng là lúc tôi bị ngập lụt trong những mục tiêu và mộng tưởng đó. Mục đích của việc đặt ra mục tiêu là để thắng cuộc chơi, còn mục đích của việc xây dựng hệ thống là để tiếp tục thắng cuộc chơi đó, và thậm chí là thắng những cuộc chơi lớn hơn. Và tôi biết rằng mình đang chưa có một hệ thống đủ tốt để đưa tôi đến những nơi mình muốn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra một nghịch lý là mình cần phải tạo ra một khuôn khổ có quy tắc hơn để có thể tự do hơn, hơn là chuyện bạn dễ dãi, thả rong mình, để rồi hiệu suất thấp lè tè và trở nên ảo tưởng về sự tự do. Giờ Tư Duy Ngược sẽ chia sẻ hệ thống đó với bạn. Để có kỹ năng quản lý thời gian tốt, bạn cần phải tạo ra hai thứ. Một là thời gian ấn định và hai là lịch biểu tham chiếu. Giờ chúng ta sẽ nói về kỹ thuật thời gian ấn định. Như đã nói, nếu bạn thích đối đãi với thời gian của mình một cách ngẫu nhiên, thì chắc chắn là bạn sẽ gặp phải rất nhiều sự sao nhãng. Đây, nếu bạn muốn có một ngày ngẫu nhiên, thì nó trông sẽ như thế này. Đây là các khung giờ, có thể bạn sẽ làm việc được trong vài ba khoảng chữ X này. Nhưng rồi, rất nhiều chữ D xuất hiện. Bạn biết chữ D này là gì mà? Distraction, sự sao nhãng, như video phần 1 chúng ta đã nói. Đó, trong khoảng 8 đến 10 tiếng làm việc, thì chắc bạn chỉ làm được 2-3 tiếng nữa vời. Phần còn lại thì bạn dành hết cho sự sao nhãng và rất nhiều những sự vụ khác chen vào. Hiệu suất cực kỳ thấp. Nếu bạn tiếp tục với phong cách làm việc này, thì một tuần của bạn sẽ diễn ra y hệt như thế này trên diện rộng. Có một câu nói rất hay như sau: nếu bạn bỏ rơi thời gian của mình vào sự ngẫu nhiên, thì bạn đang tự tay đánh cắp đi từ sự vĩ đại của chính mình, từng chút một. Giờ qua giờ, ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, năm qua năm, thế kỷ qua thế kỷ. Và cứ thế, nếu bạn bỏ rơi thời gian của mình vào sự ngẫu nhiên, thì bạn đang tự tay đánh cắp đi từ sự vĩ đại của chính mình. Nếu bạn có thể tận dụng hiệu quả từng chút một lượng thời gian mà mình đang có, khi đó bạn sẽ thực sự hiểu được cụm từ vĩ đại của chính mình này là như thế nào. Đây là lý do mà tại sao bạn không nên dùng cơ chế tiếp cận ngẫu nhiên đến với thời gian làm việc của mình. Giờ chúng ta sẽ cùng xem cái phương pháp thời gian ấn định là như thế nào để mà có thể gia tăng được những cái lượng chữ X lên. Nếu như một ngày của bạn á, nó diễn ra như thế này, nghĩa là bạn sẽ mặc định điền vào những cái khung thời gian mặc định trước, bất di bất dịch như thế này cho khung thời gian làm việc. Đây là khoảng thời gian mà bạn không muốn bất kỳ thứ gì quấy rầy năng suất của mình, trừ khi là có việc gì đó quá đột xuất. Cho nên tự nhiên gọi đây là thời gian ấn định. Và rồi những cái khoảng trống này là khoảng thời gian bạn chủ động để cho một chút sự sao nhãng nó đến, để giải tỏa, xả stress hay là đi bộ trong nhà, để mà chế độ phân tán nó vào việc, thay thế cho cái chế độ tập trung quá độ vừa nãy. Thì nhờ như vậy mà kiến thức, ý tưởng nó được thẩm thấu và nó chạy ngầm sâu hơn, giúp cho bạn có thể sáng tạo hơn. Như trong video này thì Tư Duy Ngược đã chia sẻ về hai cái chế độ của não bộ. Nên ở đây là bạn sẽ thấy sao nhãng không phải lúc nào nó cũng xấu đâu ha. Xấu hay tốt á là do cách bạn sắp xếp. Cá nhân Tư Duy Ngược thì thường sao nhãng một cách có quy tắc và có hệ thống như vậy. Một lần nữa, thời gian mà bạn dự định để phung phí thì đó không phải là thời gian lãng phí. Và những khoảng trống này không hẳn chỉ là sự sao nhãng, mà nó cũng có thể là những cái tác vụ râu ria gì đó của bạn cũng có thể đem ra giải quyết vào lúc này. Những cái khoảng thời gian ấn định này nó sẽ giúp đảm bảo cho những cái mục tiêu chủ chốt luôn được tiến tới, những thứ mà chúng ta bắt buộc phải khiến cho chúng xuất hiện. Cho nên là bằng mọi giá bạn phải bảo vệ cho được cái khoảng thời gian này bằng cách đặt cho nó một cái tên là ấn định, ấn nó xuống và cố định nó lại. Thì nhờ những nguyên tắc như vậy mà bạn hạn chế được tối đa những cái sự ngẫu nhiên nó đến với mình. Như đã nói thì cá nhân của mình là một người có mức độ tập trung rất là kém. Cho nên nếu như bạn kém cái gì á, thì bạn cần phải tạo ra những thứ khuôn khổ và có nguyên tắc rõ ràng hơn
để giúp gia tăng và tôi luyện thêm cái phẩm chất đó lên. Nhờ vậy mà mỗi buổi sáng thức dậy thì mình biết chính xác là mình cần phải làm gì. Một buổi sáng đã được ấn định, không hề ngẫu nhiên. Làm những điều cần thiết, những dự án lớn, những cái ưu tiên chủ chốt mà bắt buộc phải được thực thi để đưa cuộc sống của mình tiến lên phía trước. Còn những thứ gì cần phản hồi hay là sự vụ gì đó thì mình sẽ làm sau. Làm ở những khoảng trống chỗ này mà chúng ta đã lên lịch sẵn cho thời gian của mình. Hãy thật sự quý trọng 1 đến 2 tiếng đầu ngày trên bàn làm việc của bạn. Cố đừng để bất kỳ thứ gì để làm phiền mình. Điều này rất là quan trọng. Bởi vì nếu như bạn càng có nhiều thời gian ấn định ở phía trước á, thì bạn sẽ càng gặt lại được nhiều tự do hơn ở phía sau. Ấn định ở phía trước và tự do ở phía sau. Hoặc là nếu như bạn muốn có nhiều thời gian tự do hơn thì bạn cần phải tạo ra nhiều thời gian kỷ luật hơn. Muốn có free time, thời gian rảnh rỗi thì bạn cần phải có discipline time là thời gian kỷ luật, thời gian nghiêm ngặt. Đây là lý do mà bạn nên ấn định mọi thứ. Buổi sáng của mình là một buổi sáng ấn định để mà đẩy cuộc sống của mình tiến về phía trước. Ví dụ nếu như bạn muốn viết sách, ok, hãy ấn định nó trên cái lịch biểu của mình. Tí nữa thì Tư Duy Ngược sẽ chia sẻ cặn kẽ với bạn về cái phần lịch biểu tham chiếu này. Hay là ví dụ nếu như bạn muốn tạo ra một kênh YouTube thì sao? Tương tự như vậy, hãy cho thấy khoảng thời gian ấn định mà bạn sẽ dành cho một kênh YouTube. Còn không á, thì nó sẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Những cái lời nói luyên thuyên của bạn về một cái mục đích cao đẹp mà bạn tự vẽ ra. Nếu bạn không đưa những mục tiêu của mình xuống mặt đất bằng cách là để nó nằm xuống trên cái lịch biểu của bạn, thì xác suất cao là bạn sẽ không bao giờ thực thi nó. Rồi đến khi mà bạn có 2-3 mục tiêu như vậy, gồm lớn lẫn nhỏ, rồi những cái đầu việc nhỏ lặt vặt bổ sung, vân vân, thì chắc chắn là bạn sẽ lấp kín lịch biểu của mình với toàn những chữ đê đỏ lè như thế này. Đây là lý do tại sao mà bạn nên dùng cái phương pháp này để mà ngăn chặn sự sao nhãng đến. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tất cả đều là những buổi ấn định để mà đẩy cuộc sống của bạn tiến về phía trước. Có rất nhiều câu hỏi mọi người đã đặt cho Tư Duy Ngược là làm sao để luôn thực thi được những cái mục tiêu của mình mà không nản chí, không bỏ cuộc. Thì câu đầu tiên mà Tư Duy Ngược muốn hỏi bạn là lịch biểu của bạn đâu? Thì em thử, khoan hãy trình bày giải thích, đưa cái lịch biểu cho mình xem trước rồi đã. Và nếu như không có thì xác suất cao là bạn sẽ chẳng đi đến đâu hết. Bởi vì không có cái gì trên tấm bản đồ của bạn hết. Và đây là một cái lỗi mà rất nhiều người mắc phải. Cá nhân mình trước đây cũng là một người theo trường phái là nói không với lịch biểu. Thích đi freestyle, tự do thể hiện cá tính thôi. Và sau khi lãnh lấy rất là nhiều hậu quả, thì mình chỉ ước là mình biết đến những cái thứ này sớm hơn. Và mình tin là bạn cũng như vậy. Nếu bạn nhìn vào lịch biểu của ai đó và bạn thốt lên rằng là wow, quá rõ ràng, bạn thấy rõ được rằng là họ đang lên lịch trình để mà tiến về phía trước. Hoặc là bạn thấy rõ được cái hướng mà họ sẽ phát triển, cái mẫu người mà họ sẽ trở thành như thế nào ở trong tương lai ấy. Rồi những thứ mà họ đang học và cải thiện, những cái khóa học, những kỹ năng nào. Rồi những cái tác vụ hay là mục tiêu phụ trợ nào để trợ lực cho những cái big goal, những cái mục tiêu lớn của họ, vân vân. Và đặc biệt là bạn thấy rõ những cái khoảng thời gian ấn định mà họ dành cho các mục tiêu của mình. Nếu bạn không lên kế hoạch cho ngày giờ của mình thì người khác sẽ lên thay cho bạn. Mọi người hay nói là mình thường bị sao nhãng, nản chí, bỏ cuộc, vân vân. Thì bây giờ chỉ cần đưa cái lịch biểu ra thôi thì bạn sẽ biết là lý do tại sao bạn hay bị sao nhãng, bỏ cuộc và nản chí. Và đặc biệt là với những người mà làm việc giờ giấc tự do mà không có lịch biểu, thì khi mà có nhiều đầu việc thì họ sẽ càng ngày càng bị sao nhãng dày đặc hơn. Thì đây là một lý do rất là lớn để bạn phải tạo ra một cái lịch biểu cho bản thân. Phần tiếp theo mà Tiên Ngực sắp chia sẻ với bạn đây không phải là to-do list, dạng danh sách các đầu việc cần làm, mà nó là một cái lịch biểu, lịch trình với thời gian và những cái đầu việc cụ thể. Và đây, lịch biểu nó sẽ có dạng như thế này. Nếu bạn là một người có rất là nhiều đầu việc cần làm á, thì mình khuyên bạn là hãy tạo ra một cái lịch biểu cụ thể như thế này. Đây ví dụ chủ nhật nè, thứ hai và thứ ba. Lưu ý là không nhất thiết là cứ phải tuân thủ 100% cái lịch biểu này từ sáng cho đến tối đâu bạn ha. Không cần phải quá cứng nhắc như vậy. Đây mình sẽ cho bạn xem sơ trước. Thì mỗi ngày nó sẽ mỗi khác tùy vào cái buổi ha. Đây bạn thấy football đá banh nè. Đây là cái lịch biểu cũ trước đây của mình. Đa phần là giống nhau thì nó chỉ có những một số khung giờ là khác nhau. Ví dụ như khúc này thì là tập thể dục ở nhà, còn này thì đi ra ngoài đá banh. Đó thì tùy vào cái thời gian của bạn thì bạn sẽ sắp xếp. Rồi, tùy vào khả năng làm việc của bạn á, mà bạn phân bổ tỷ trọng dày đặc giữa việc bạn thời gian làm việc và bạn nghỉ giải lao. Đây là những cái break, là những cái nghỉ giải lao nè, gaming nè, cũng là nghỉ giải lao nè. Ban đầu thì bạn nên có các khoảng nghỉ về số lần á, nó nhiều hơn một chút. Rồi khi nào quen dần á, thì bạn hãy tăng cái thời gian làm việc lên. Ví dụ đây là break nè, này. Còn ví dụ như đây, tasking đây là những cái sự vụ á, những cái nào râu ria mà bạn cần giải quyết á, thì bạn giải quyết ở khoảng thời gian này. Tránh việc là nghỉ một lần quá dài nha bạn, nó sẽ làm cho bạn mất năng lượng. Nghỉ ít nhưng mà nhiều lần á, thì nó tốt hơn. Thay vì đo lường theo hướng là toàn bộ đầu việc đã được hoàn thành hay chưa á, thì bạn hãy đo lường theo hướng như sau. Mình có làm việc theo như mình đã hứa, đã dự định rằng mình sẽ làm, có làm lâu được như mình dự kiến mà không bị sao nhãng hay chưa? Đó, bạn nên hỏi bản thân mình câu này. Chúng ta vẫn muốn có được số lượng, nhưng mà hãy thiên về chất lượng hơn một chút. Đây không phải là câu chuyện về việc bạn hoàn thành cho đủ các nhiệm vụ, mà là bạn có làm việc hiệu quả từng đầu việc mà không bị sao nhãng hay chưa.
Cơ bản là chúng ta vẫn bám sát và tuân thủ khoảng 70-80% lịch trình. Đầu việc nào thiếu á, hoặc là thời gian dao động lên xuống như nào á, thì chúng ta sẽ điều chỉnh dần cho phù hợp với cái đặc điểm làm việc. Còn cái yếu tố mà làm việc không sao nhãng á, thì nó vẫn là được đề cao nhất bạn ha. Mục tiêu được đặt ra không phải để lúc nào cũng đạt được, mà đôi khi nó chỉ là một thứ gì đó để giúp cho chúng ta tiến tới. Lý Tử Long nói câu này. Có một nghiên cứu đã cho thấy rằng là giữa nhóm người mà đo lường khoảng thời gian mà họ làm việc mà không bị sao nhãng so với cái nhóm người đo lường theo dạng hoàn thành các đầu việc là to-do list, thì nhóm này làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều. Lịch biểu của bạn là một hệ thống hành vi và các đầu việc đã được hoạch định sẵn ở đó. Bạn không cần phải nghĩ ngẫu nhiên gì hết. À, làm cái gì tiếp đây ta? Không, 9 giờ rồi, ví dụ chủ nhật, thì đi đọc sách. Còn thứ hai thì scripting, như là đi viết thoại đi. Đánh giờ là làm thôi bạn, không cần phải nghĩ. Việc nghĩ là ở giai đoạn mà bạn vẽ lên cái lịch biểu hoặc là ở giai đoạn chỉnh sửa. Bạn muốn thay đổi đầu việc nào thì sửa vào trước. Và rồi đến ngày mai hay là đến cái giờ mà chúng ta làm thì làm thôi. Bạn cứ tuân theo cái lịch biểu của mình. Và nếu thấy có gì bất cập hay là chưa ổn thì từ từ sửa nó lại cho hoàn thiện. Lợi ích của cái lịch biểu này cũng giống như hiệu ứng mỏ neo của phương pháp đặt đồng hồ ở video trước. Tuy nhiên ngược nhận được rất là nhiều phản hồi là mọi người cũng khá thích cái phương pháp này. Và phương pháp này không phải là Pomodoro bạn ha. Thì tương tự như vậy, khi nhìn vào lịch biểu thì nó cũng giúp cho bạn có một cái điểm tựa để mà neo vào và thực thi theo cái bộ khung đó. Thì cảm giác mà bạn hoàn thành từng phần việc một như vậy á, nó sẽ rất là có động lực và làm cho bạn phấn khích để bạn tiếp tục duy trì cái sự hoàn thành của mình. Dần dần thì bạn sẽ thấy là dù làm ít hơn nhưng mà lại chất lượng hơn, dàn trải cho nhiều cái đầu việc mà bạn cần. Hơn là so với việc thả rong bản thân rồi đến ngày chót á, phải gồng chân gồng tay lên để làm một việc từ sáng cho đến tối. Như việc mà bạn học nhồi học nhét, nuốt cả một con voi ngay trước đêm thi. Thường mà bị nhồi nhét như vậy á, là vì bạn không hoạch định trước ngay từ đầu. Nên cứ đến hạn là chỉ còn cách là nước đến chân thì bạn phải nhảy thôi. Thì khi mà làm việc có hệ thống như thế này á, thì bạn sẽ hạn chế tối đa được các tình trạng gấp rút dạng như vậy. Càng nhiều thời gian có hệ thống được tạo ra ở phía trước, thì bạn sẽ càng có thêm nhiều thời gian tự do ở phía sau. Càng nhiều thời gian có lịch trình, thì bạn sẽ càng có thêm nhiều thời gian để đi nghỉ cùng gia đình, hoặc là có thêm nhiều thời gian để làm những việc mà bạn thích, vân vân. Có thể một số bạn đã nghe nói về cái ma trận thời gian Eisenhower này, nhưng có thể là bạn chưa thật sự hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Cái ma trận này phân ra làm 4 loại công việc dựa trên hai cái đặc tính là tính khẩn cấp và quan trọng. Thì nó phân ra làm 4 cặp như sau. Cặp thứ nhất là rất quan trọng và rất khẩn cấp. Cặp thứ hai là rất quan trọng và chưa khẩn cấp hoặc là ít khẩn cấp. Cặp thứ ba là ít quan trọng và rất khẩn cấp. Và cặp thứ tư là ít quan trọng và ít khẩn cấp. Vậy thì nếu là bạn thì bạn sẽ dành nhiều thời gian nhất của mình dành cho phần nào? 1, 2, 3 hay là 4? Suy nghĩ kỹ nha. Trước đây khi hỏi nhiều người á thì thường sẽ nhận được câu trả lời là họ sẽ chọn phần số 1. Và trước đây thì bản thân mình thì cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực tế là để gia nhập được nhóm ngược dòng á, nhóm thiểu số của những người thành công á, thì bạn phải cố dành thật nhiều thời gian cho phần số 2 hết sức có thể. Việc quan trọng nhưng mà ít khẩn cấp. Bạn lưu ý ha, những người thành công và những người giàu có thì họ thường rất là thích cái nhóm phần tư này. Họ dành phần lớn tỷ trọng thời gian của mình ở đây. Bạn lưu ý là bây giờ nó thay đổi thứ tự một chút ha. 1, 2, 3, 4. Còn hồi nãy là 1, 2, 3, 4 ha. Họ sẽ hạn chế sự bành trướng của phần tư thứ nhất và dành nhiều thời gian cho phần tư số 2 và cắt giảm toàn bộ phần tư số 3 và phần tư số 4. Còn với đa phần mọi người á, thì mọi người lại dành 70-80% cho phần tư số 1 và chỉ khoảng 5% cho phần tư số 2 thôi. Còn lại là 15-20% thì họ sẽ dành cho phần 3 và phần 4. Nhưng mà trên thực tế thì phần 3 và phần 4 á, hai phần này đại diện cho những nguyên nhân sao nhãng của chúng ta. Thường á, thì nó chiếm đến 40-50% thời gian của bạn là. Cho nên nếu như bạn không xử lý tốt hai cái phần này á, thì nó sẽ rất là cam go. Chính vì vậy mà lúc nào chúng ta cũng bị quay cuồng trong những sự vụ rồi cơm áo gạo tiền, rồi những cái hoạt động vô thưởng vô phạt, vân vân. Đơn cử như chuyện đọc sách đi. Mọi người biết đây là một việc tốt cần phải làm, nhưng mà rõ ràng là nó chẳng hề khẩn cấp tí nào. Bởi vì nếu như bạn chỉ đọc trong vài ngày hay vài tuần á, thì gần như là chưa có kết quả rõ rệt gì nhiều xuất hiện hết. Chính vì vậy mà chẳng mấy ai chịu dành thời gian cho nó. Và với cá nhân tư duy ngược, thì nếu như mình không dành thời gian nuôi dưỡng và gieo trồng thói quen đọc từ trước đó, thì chắc chắn là mình sẽ không có đủ định lực và dễ dàng bị cuốn đi theo rất là nhiều những cái cuộc khủng hoảng và biến động vừa rồi. Thì tư duy ngược có bàn về việc này rất là sâu trong khóa học Smart Reading. Đọc sách không chỉ là để đọc, mà là đọc để chúng ta tạo ra những điều kiện để chuyển hóa được cuộc sống của mình. Và nếu như bạn cần, thì có thể tìm hiểu ở đường link bên dưới ở trong khung mô tả ha. Tuy ngược sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể hơn, ví dụ như kênh YouTube này chẳng hạn. Với phần tư số 1 của kênh YouTube này á, thì chuyện khẩn cấp và quan trọng là cần phải thường xuyên ra video cho độc giả xem để duy trì được mức độ tương tác của kênh. Ở phần số 3 thì là những đầu việc nhỏ hơn, lặt vặt hơn một chút,
ví dụ như là trả lời comment, support, hậu cần, hoặc là đăng bài, vân vân, thì cái đó có thể ủy nhiệm được. Phần thứ tư thì nó liên quan đến phần sau nhãn rất là nhiều, những cái việc không cần thiết mà cũng không quan trọng, cho nên là bạn tránh cái phần này ha. Rồi, phần thứ hai thì có những cái đầu việc và kế hoạch tương lai rất là quan trọng để phát triển và mở rộng thêm cho cái kênh YouTube này. Mặc dù nó rất là quan trọng nhưng mà nó chưa hề khẩn cấp tí nào. Bởi vì nếu như mình làm ngay bây giờ thì nó cũng sẽ chưa tạo ra được kết quả gì hết. Và nó chỉ có tác dụng khi mà mình bắt đầu làm từ bây giờ và 1 đến 2 năm sau thì mới thấy được kết quả. Nên nếu như không triển khai cái phần tư số 2 này ngay bây giờ thì mình sẽ luôn bị kẹt trong những cái sự vụ này và kênh hoàn toàn có thể bị sụp đổ trong tương lai. Đây là lý do vì sao mà bạn hay nghe những cái kế hoạch 5 năm, 10 năm là như vậy. Với tư duy ngược thì chỉ là từ 1 đến 3 năm thôi và vẫn sẽ có những cái kế hoạch 5 năm cho những mục tiêu khác ở một cái nhánh khác liên quan đến kênh YouTube này để mở rộng ra. Và trong ngắn hạn thì bạn làm á, nó sẽ chẳng tạo ra thứ gì hết. Nhưng mà sau 3 đến 5 năm thì bạn mới bắt đầu thấy được cái kết quả rõ rệt của nó, cho nên là nó sẽ có một cái độ trễ ở chỗ này. Còn nếu như bạn không lên lịch cho nó thì đến 5 đến 10 năm sau thì bạn sẽ thấy là mình sẽ phải nhận lấy rất là nhiều hậu quả. Chứ không chỉ đơn giản là việc là nếu như bạn không làm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Không phải như vậy đâu ha. Đây là lời khuyên rất chân thành của Tư Duy Ngược dành cho bạn. Hãy hoạch định cho những điều bạn biết là mình sẽ cần, rồi phóng tầm nhìn ra xa để tìm thấy động lực và sự kỷ luật để thực thi nó ngay lúc này. Cái gì được tập trung thì sẽ mở rộng. Nếu bạn dành toàn bộ sự tập trung vào sự cấp bách thì cuộc sống của bạn sẽ được mở rộng theo sự vội vã và hối thúc. Tư duy ngược biết là rất khó để dịch chuyển tỷ trọng này sang phần số 2, nhưng không phải là không thể. Nên bạn hãy có tầm nhìn về việc này. Hãy tập trung mở rộng vào phần tư hoạch định cùng với các phương pháp mà Tư Duy Ngược đã chia sẻ để gia tăng từng phần trăm một vào phần tư số 2 này, thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu vào được một quỹ đạo tốt đẹp hơn. Khổ trước rồi mới sướng sau. Hai từ hoạch định là từ khóa dành cho bạn, còn hay được gọi là tầm nhìn chiến lược. Chưa cần điều gì lớn lao đâu, mà hãy bắt đầu nhỏ từ chính lịch biểu của bạn. Các vị lãnh tụ hay các nhà quân sự vĩ đại, bạn sẽ thấy họ thường có tầm nhìn chiến lược rất xa ngay từ ban đầu. Đây là thứ đưa họ vào top 10% thiểu số ở trên cao. Những nhóm người này, họ luôn dành thời gian để khám phá ra những điều mình cần và dành ra thời gian để chuẩn bị sớm hơn chúng ta ít nhất là 10 năm, thậm chí là 20 năm. Vậy thì làm sao để bạn có được nhận thức giống như họ? Đơn giản thôi, bạn cứ là họ đi, rồi làm giống như họ. Rồi bạn sẽ có được những thứ như họ thôi. Là, làm, có. Chứ đừng theo hướng có, làm, là. Đừng chờ cho đến khi có rồi mới chịu đi làm. Và để được như vậy thì bạn phải nâng cao giá trị của mình không ngừng. Và việc nâng cao giá trị bản thân tốt nhất thì không có gì hiệu quả hơn là việc phải tự học và tự hành. Bạn phải đọc, phải tìm hiểu về những người thành công, những mô hình, quy luật thành công và về những thứ liên quan. Nó có sẵn hết ở ngoài kia. Đặc biệt là trong tình hình kinh tế ảm đạm sắp tới, khi mùa đông đến, không còn cách nào tốt hơn là bạn phải mài rìu thật chăm. Đây là giải pháp mà nhóm 10% thiểu số luôn dành thời gian rất nhiều để làm trước khi họ trở nên xuất chúng. Đây là phần việc giúp họ tạo ra lợi thế cạnh tranh và thời thế cho bản thân. Tư Duy Ngược đã đọc và nhận thấy được mô típ này từ rất nhiều gương thành công. Chính vì vậy mà vào những khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc sống thì thứ mà tôi thường làm là bình tĩnh lại để giảm thiểu đi những sự hoang mang và rồi dành thật nhiều thời gian cho hoạt động này. Và nó đã hiệu quả không dưới 3 lần. Cứ mỗi lần như vậy thì cuộc sống của tôi ngày càng được vững vàng hơn. Mọi người thường chỉ thích bổ cây bổ củi thôi, vì nó là miếng ăn, rất khẩn cấp và vô cùng quan trọng. Nhưng mài rìu thì họ lại không muốn, việc quan trọng nhưng lại chưa khẩn cấp. Nếu cho tôi 6 giờ để đốn hạ một cái cây, tôi sẽ dành 4 giờ đầu để mài sắc lưỡi rìu. Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 vĩ đại của Hoa Kỳ. Đó là cách một vĩ nhân tư duy. Học và hành thì cũng rất quan trọng, nhưng bởi vì nó chưa khẩn cấp và mọi người vẫn tin vào lưỡi rìu lục của mình, vẫn đang hoạt động rất ổn. Và cho đến khi biến cố hay những sự kiện bất thường nó xảy đến, thì xong, game over. Trong suy nghĩ của mọi người là chưa khẩn cấp, nhưng theo Tư Duy Ngược thì chỉ là vì bạn đang có một độ trễ là khoảng vài năm thời gian để trì hoãn và chuẩn bị. Như việc bạn quẹt thẻ tín dụng đó, nên bạn cho là nó chưa khẩn cấp, chứ thật ra là thời gian vẫn đang âm thầm trôi đi mỗi ngày. Và bạn đang ngày càng trả giá nhiều hơn vì nó. Nếu bạn không sớm mài lại cho chiếc rìu của mình, thì đến khi nó thực sự không còn công năng sử dụng được nữa, và bạn bắt đầu nhận ra trên thị trường lớp lớp người đang có những chiếc rìu bén hơn, tối tân hơn của bạn rất nhiều.
thì khi đó chính là tận thế của bạn. Lúc đó, một là lột xác, hai là phơi xác. Chính vì vậy mà bạn cần phải có cho mình một thứ gọi là tư duy học tập trọn đời. Học, học nữa, học mãi. Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Bạn đã thấy tương lai 3 đến 5 năm tới của mình là gì chưa? Còn 5 đến 10 năm thì sao? Hãy nghĩ về nó ha. Và để tạo ra một lịch biểu như vậy, thì tư duy ngược có mẫu để bạn tự tải về và thiết kế cho riêng mình đây. Chút nữa, bạn có thể tải trong đường link này ở bên dưới để vừa nhận tài liệu một trang PDF và đường link tải mẫu lịch biểu này. Ở video phần 1, bạn đã rõ về nguồn cơn của sự sao nhãng là như thế nào. Traction và Destruction. Rồi việc tạo ra cơ chế mới cho não bộ là như thế nào. Rồi quy tắc bao bọc và sắp xếp phần thưởng như thế nào cho hợp lý. Cùng với phương pháp đặt đồng hồ và nguyên tắc 5 giây để đưa bạn vào chế độ làm việc. Thì hôm nay, Tư Duy Ngược đã bổ sung cho bạn thêm các phương pháp để quản lý thời gian, cũng như tăng cường thêm các lớp bảo vệ bạn khỏi sự sao nhãng, bao gồm thời gian ấn định kết hợp với lịch biểu tham chiếu cùng với ma trận Eisenhower. Đúng giờ khi ngồi vào bàn là bạn phải bật ngay đồng hồ lên, nhìn vào lịch biểu, xác định các khoảng thời gian ấn định, rồi bắt tay vào làm việc, đưa mình vào chế độ traction. Càng nhiều sự ấn định ở phía trước thì càng tự do ở phía sau. Đây là những con đê, con đập thời gian để bảo vệ bạn trước sao nhãng. Và rồi cứ như vậy, bạn cứ tiến tới, dần thành thạo các mắt xích mà Tư Duy Ngược đã chia sẻ, thì chắc chắn bạn sẽ tạo ra được rất nhiều sự tiến triển trong thời gian sắp tới. Hy vọng là những chia sẻ này có ích và yên tâm là chúng ta vẫn còn 2 phần nữa để hoàn thiện hệ thống này cho bạn. Ý tưởng về việc bạn sẽ có đủ thời gian để làm mọi thứ mình muốn thật sự rất sai lầm. Sửa lại một chút, bạn sẽ có đủ thời gian làm những việc mình muốn nếu bạn biết cách làm đúng việc, sắp xếp việc nào đến trước, việc nào đến sau và có những kỹ năng để sử dụng thời gian hiệu quả. Còn không, thì bạn cũng đã thấy rất nhiều lý do tại sao chúng ta bị xoay vần trong vòng tròn luẩn quẩn này rồi. Vậy nên, đây là một loại kỹ năng mà bạn cần phải thành thạo. Những đầu sách về chủ đề quản lý thời gian và sao nhãng, tuy nhiên ngược cũng đã đọc qua nhiều và thực hành theo. Ví dụ như Deep Work, cuốn sách mà mọi người truyền tay nhau để đọc, và rất nhiều cuốn khác. Cá nhân Tư Duy Ngược thấy đa phần sách ở chủ đề này, tác giả viết thường khá chung chung và độ thực tiễn chưa cao, nên thường khó để áp dụng và chưa có hiệu quả lâu dài. Nên những phương pháp Tư Duy Ngược vừa chia sẻ với bạn đều dựa trên những nguyên lý cốt lõi về làm việc hiệu quả và sự sao nhãng từ những nguồn tài liệu khác nhau và những trải nghiệm thật đã áp dụng hiệu quả trong một thời gian nhất định. Bạn có thể dựa trên nền tảng này mà biến tấu sao cho phù hợp nhất với mình. Nếu được, bạn có thể đọc cuốn Indestructible, video trước Tư Duy Ngược đã chia sẻ. Còn không, thì bạn cứ đón xem thêm 2 phần nữa cho đủ bộ nha. Rất nhiều kiến thức và trải nghiệm thú vị khác nhau được tổng hợp trong bộ video này. Đọc tốt là một loại kỹ năng bạn bắt buộc phải có để nâng cao được khả năng tự học và thay đổi cuộc sống. Nếu bạn đang rất muốn đọc nhưng lại lười vì mình đọc quá tệ hay quá chậm, thì có thể tham khảo khóa học Smart Reading của Tư Duy Ngược đang có ưu đãi rất tốt dành cho bạn. Bạn có thể xem chi tiết đường link trong khung mô tả bên dưới. Nếu bạn thấy video này bổ ích, thì hãy giúp Tư Duy Ngược like, share và comment một điều gì đó nhé. Hãy tưởng tượng bạn là một cây cây. Nhưng trước đó, bạn đã phải là một hạt giống nào đó. Và có thể được ai đó hay một định mệnh nào đó gieo hạt giống của mình vào một môi trường nào đó. Và rồi một thời gian sau, bạn phát triển và tăng trưởng. Nhưng phát triển đến đâu và tăng trưởng bao nhiêu thì còn phải phụ thuộc vào điều kiện môi trường đó có phù hợp với bạn hay không. Bộ rễ của bạn có đủ lớn để hấp thụ được dưỡng chất giúp cho thân cành cao to, hoa trái sum suê hay chưa? Tư Duy Ngược gọi đây là phần phát triển cá nhân của bạn. Bộ rễ có đủ lớn hay không sẽ phụ thuộc vào thói quen sống của bạn. Và cũng như một cái cây, bạn không thể nào thấy bộ rễ của nó được, thì khi nhìn vào một người cũng không hề dễ dàng để thấy được gốc rễ, thói quen sống của họ. Mà bạn chỉ có thể thấy phần nào đó hoa trái ở trên, phần dễ để thấy hơn. Thu nhập của bạn sẽ không vượt xa hơn tầm phát triển cá nhân của chính mình. Jim Rohn, hãy nhớ câu nói này. Vậy mà vẫn có những người hoa trái đề huề, nhưng bộ rễ của họ lại thể hiện điều hoàn toàn ngược lại. Một cái cây có thể tăng trưởng sau một vài đêm không? Không, quy luật tăng trưởng không hề nói như vậy. Nhưng vẫn có rất nhiều người tìm cách để đi ngược lại quy luật, cố tạo ra những điều kiện kích thích nào đó để đốt cháy giai đoạn, phá vỡ quy luật cân bằng. Và hậu quả thì bạn biết là gì rồi. Nên khi làm gì, bạn chỉ cần căn cứ vào các quy luật lớn này
để tự soi xét mình. Hãy tư duy ngược, nhưng đừng đi ngược với những chân lý hay định luật của tự nhiên. Tiếp tục với năm mục phần trước, chúng ta sẽ đi tiếp mục 3 và 4 để hoàn thành bộ video này. Video này sẽ là mục 3. Để xem 3 phần trước đó thì bạn có thể xem lại 2 phần video trước nhé. Ở phần 3 này, chúng ta sẽ bàn sâu về bộ thói quen để tối ưu năng suất làm việc, cũng như là mở khóa được bất kỳ thói quen nào mà bạn muốn. Đầu tiên, khi nhắc đến thói quen thì phải xem là bạn đang có thói quen hay là bạn đang quen thói. Về chủ đề năng suất này thì tư duy ngược đoán chắc phải hơn 90% chúng ta đang bị quen thói thay vì là có thói quen. Vì ở phần 1 và phần 2, kênh đã chia sẻ các mẹo để chắc chắn đưa bạn vào được chế độ làm việc và loại bỏ hầu hết các thành phần sao nhãng rồi. Nên phần này, kênh sẽ chia sẻ các thói quen ngon, bổ, dễ, 3 cách để củng cố, nâng cao hệ thống của bạn lên. Giả sử bạn đang muốn tạo ra một thói quen nào đó, bạn rất muốn làm được nó, nhưng thật sự nó quá khó khăn với bạn để duy trì bền vững được thói quen đó, thì tư duy ngược sẽ hướng dẫn bạn tuyệt kỹ đầu tiên rất hay như sau. Thứ nhất, phương pháp burn or burn. Tiếng Việt có nghĩa là đốt hay đốt. Đốt cái gì đấy? Tí nữa bạn sẽ biết ha. Phương pháp này được lấy cảm hứng từ một trong những nghiên cứu nổi tiếng rất thành công về hành vi hút thuốc và cai thuốc. Để hình dung về việc cai thuốc khó như thế nào, thì nhà văn Mark Twain đã từng nói như thế này. Bỏ thuốc dễ ợt à, tôi đã bỏ được cả ngàn lần rồi. Nghiên cứu này được diễn ra như sau. Có 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là những người muốn cai thuốc. Và nhóm này thì không được nhóm nghiên cứu hỗ trợ tiền thưởng hay công cụ gì để cai thuốc. Nhóm thứ hai, nếu người tham gia cai thuốc thành công trong 6 tháng, họ sẽ nhận được tiền thưởng là $600. Đồng thời, họ có được thêm một số công cụ hỗ trợ cai thuốc khác như kẹo sinh gum nicotine, cao dán hay bọt xịt cai thuốc lá, v.v. Nhóm thứ ba cũng có toàn bộ công cụ như vậy và vẫn được thưởng $600. Nhưng người cai phải bỏ vào thêm $150 tiền túi. Và nếu họ hoàn thành thời gian cai thuốc thì sẽ nhận được $600 đã bao gồm $150 tiền túi của mình. Nghĩa là nhóm này được thưởng ít tiền hơn so với nhóm 2 vì họ phải tự bỏ một phần tiền của mình vào cuộc chơi. Vậy theo bạn, nhóm nào sẽ có tỷ lệ cai tốt nhất? Bạn đoán đúng rồi đó. Nhóm thứ 3 cai rất cừ dù nhận được ít tiền hơn. Rồi đến nhóm thứ 2 và cuối cùng là nhóm 1. $150 này chính là con át chủ bài. Ôi, nghiện thuốc khó cai lắm. Nghiện nicotine quá, tôi không bỏ nổi mấy cái này đâu. Không. Vậy chứ mà $150 này lại khiến rất nhiều người có thể bỏ được thuốc. Nghiên cứu kết luận rằng mọi người sợ mất $5 hơn là động lực để kiếm được $5. Vì vậy mà hành động của mọi người sẽ phụ thuộc vào tâm lý này. Các chương trình cọc tiền túi như vậy hiệu quả gấp đôi so với phần thưởng ở nhóm 2 và hiệu quả gấp 5 lần so với việc cung cấp các biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá miễn phí hay các liệu pháp thay thế nicotine. Và tác giả đã tận dụng nghiên cứu này để tạo ra phương pháp đốt hay đốt này cho mình. Burn or burn. Ông là một người rất lười tập thể dục, cực kỳ ghét tập, nên ông biết mình cần phải sử dụng biện pháp mạnh để đẩy bản thân đến sự hành động, mà quan trọng là phải hành động bền vững kìa. Nên là mỗi sáng thức dậy, ông bước đến tủ quần áo sẽ thấy có một lịch biểu được dán ở trên tường, và khi nào cũng có một tờ $100 đẹp phẳng phiu được dán ở trên đó. Phía bên trên lịch biểu thì có một cái hộp quẹt và chỉ có hai sự lựa chọn thôi, là đốt calo hoặc đốt $100, 2,4 triệu Việt Nam đồng. Burn or burn đó bạn ha. Và trong suốt 3 năm, ông ấy chưa phải đốt một tờ $100 nào. Sao ông có thể tuân thủ hoàn hảo được như vậy? Nếu có lỡ bận bịu hay có việc gấp gì đó thì chỉ cần làm 20 cái chống đẩy, chạy bộ tập thể dục một chút, nói chung tập những bài tập của mình, miễn có tập là được. Làm gì đó tích cực về thể chất mỗi ngày là cũng được tính rồi. Chính vì sợ đốt $100 mà nó là một sự khuyến khích, một sự khích lệ động viên không hề nhỏ để khiến ông phải đốt calo. Và tư duy ngược tin là hầu hết mọi người chúng ta cũng đều như vậy. Nếu lỡ quên tập thể dục mà thấy tờ $100 thì bạn sẽ nhảy xuống chống đẩy 20-30 cái ngay lập tức. Vì đây là giao kèo thỏa thuận giữa bạn với tờ $100 và bài tập thể dục của mình. Đến nay, ông đã 45 tuổi nhưng lại có được cơ thể hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Với lượng mỡ chỉ dưới 10%, thấy rõ được các cơ bắp khỏe mạnh của mình mà không cần phải tập điên cuồng, cố gắng nuốt nhiều giờ trong phòng tập. Nhất quán thì quan trọng hơn cường độ.
Đây là câu chuyện về từng hành động nhỏ mỗi ngày để đưa chúng ta đến với mục tiêu của mình. Nên hiệu ứng của phương pháp đốt hay đốt này là vô cùng hiệu quả. Từ câu chuyện này thì Tư Duy Ngược cũng đã áp dụng cái phương pháp này cho cái thói quen thiền của mình. Mình thì rất là thích thiền, nhưng mà bởi vì bận bịu mà đặc biệt là lười á, cho nên là mình thường xuyên bỏ bê cái thói quen này. Vì vậy mà mình đã học lóm theo tác giả là dán tờ 100.000 lên trên cái bảng slogan là Innovate or Die ở trong phòng của mình á. Và ghi lên trên đó là Meditate or Money, nghĩa là thiền hoặc là tiền. Và 100.000 một ngày với mình lúc đó cũng là một số tiền rất là lớn, tiền một ngày cơm nước. Cho nên là nếu không thiền á, thì mình sẽ tự phạt bằng cách là đem 100.000 này cho ai đó hoặc là gửi vào nơi nào đó để mà làm từ thiện. Và vì sợ đau cái ruột á, cho nên là mình thiền không trượt phát nào. Một tháng đầu tiên khi mà dán cái tờ tiền lên cái bảng slogan á, thì gần như là mình thiền không sót ngày nào. Và bởi vì đặc tính công việc thời điểm đó, cho nên là mình thêm vào một cái điều kiện là một tuần có thể nghỉ một ngày và cố không để cho sự gián đoạn qua đến ngày thứ hai. Thì sau một tháng, thói quen nó bắt đầu được hình thành và nó ăn sâu vào cái thói quen sống của mình rồi á. Rồi thì cũng bắt đầu có được căn tính của một người thiền cơ bản. Sau vài tháng thì mình đã có được một cái độ sâu nhất định của cái thói quen này, đạt được một cái độ chính ngang ngửa như là cái thói quen đọc sách của mình. Thì mình bắt đầu gỡ tờ tiền xuống và ơn rồi là mọi thứ cứ thế vẫn được vận hành chân chu. Và lợi thế của việc cấy ghép được thói quen vào sâu bên trong của bạn là đôi khi vì một số sự vụ nào đó mà bạn có thể bị gián đoạn trong một thời gian á, khiến cho cái thói quen nó rơi vào trạng thái ngủ đông. Thì khi quay trở lại á, bạn vẫn sẽ rất là dễ dàng để mà rã đông nó ra và khởi động lại cái thói quen đó lên. Bởi vì hạt giống nó đã nằm sẵn ở đó rồi và chỉ cần bạn nhấn cái nút là nó sẽ chạy lại được. Đây là sự kỳ diệu khi mà bạn có được một cái nút như vậy. Bạn đến và đi nhẹ như bay. Vậy đó bạn ha, người xưa thường hiến kế đốt thuyền để hành động bất chấp. Thì Tư Duy Ngược hiến cho bạn kế đốt tiền trong ngoặc kép. Một kế cũng hay không kém. Bạn có thể áp dụng kế này cho bất kỳ một thói quen nào khó nuốt mà mình đang muốn chinh phục. Chọn số tiền muốn cam kết, rồi lỡ nếu như bạn vi phạm mà không biết xử lý số tiền đó ở đâu, thì hoàn toàn có thể gửi ủng hộ cho Tư Duy Ngược bằng việc donate. Tư Duy Ngược sẽ giúp bạn tạo ý nghĩa cho khoản tiền phạt này. Nhân tiện đây, kênh xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến rất nhiều các fan của Tư Duy Ngược đã ủng hộ cho kênh về cả tinh thần lẫn vật chất trong suốt thời gian qua. Hãy nhớ lại cách mà người dân Việt Nam dần tiếp nhận được việc đội nón bảo hiểm. Thời gian đầu, chẳng ai chịu đặt cái nồi cơm điện nặng nề này lên đầu của mình. Phải mãi cho đến khi chính thức có quy định phạt tiền và được giám sát bởi công an giao thông, thì ngay lập tức gần như 100% chỉnh tề, xoay chuyển 360 độ. Và giờ thì nó đã trở thành một lối sống. Hay trước đây tôi đi học các lớp ngắn hạn, học viên đi trễ hay điện thoại reo suốt ngày, thì chỉ cần áp dụng mức phạt 200.000, 500.000. Thì trừ khi bạn là đại gia thứ thiệt, có thách bạn đi trễ, bạn cũng không dám. Đó là phương pháp thứ nhất. Tiếp theo, phương pháp thứ hai để bổ trợ cho bạn là thói quen tí hon. Thường bởi vì chúng ta có quá nhiều việc để làm, nên thành ra mà chúng ta chả làm gì hết. Vì có quá nhiều việc, nên thường tạo ra cho bạn cảm giác có quá nhiều lực cản. Chính vì vậy mà bạn bị ngụp lặn trong mớ bồng bông này, dẫn đến năng suất vô cùng khiêm tốn. Nên đây là lúc bạn cần sử dụng đến thói quen tí hon. Quay trở lại việc thiền, ở cái đoạn mà sau khi tôi gỡ tờ tiền xuống, thỉnh thoảng hôm nào nhiều việc thì vẫn có cảm giác hơi lười một chút, vì phải ngồi thiền 15-20 phút. Với rất nhiều người, việc ngồi yên một chỗ 15-20 phút như vậy cũng không hề dễ dàng tí nào. Và bởi vì bạn đặt ra kỳ vọng cao như vậy, nên nó làm cho bạn cảm thấy gian nan khi phải khởi phát hành vi đó. Nên thành ra bạn cũng không làm luôn. Nên đây là lý do bạn cần phải giảm tối đa lực cản. Thay vì nghĩ rằng thiền 15 hay 20 phút, hãy đơn giản nghĩ là thôi, giờ ngồi xuống 2 phút, rồi đứng dậy là đẹp. 2 phút còn đỡ hơn là không có phút nào. Chỉ 2 phút thôi, không cần nhiều, bạn phải nghĩ như vậy. Trước khi thiền thì phải để cái gối, cái thảm thiền, bật cái quạt, nhạc thiền hay gì đó, tùy mỗi người. Tốt nhất là khi bạn ngồi xuống thì những thứ này đã có sẵn ở đó. Chỉ cần bạn đặt mông xuống là mọi thứ sẵn sàng, giảm lực cản tối đa và việc của bạn là chỉ ngồi 2 phút thôi. Rồi khi bạn ngồi được 2 phút rồi á, thì chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi 5 phút, 10 phút nữa và rồi hoàn thành 15, 20 phút, khung thời gian kỳ vọng mà mình muốn. Cho dù kiểu gì đi nữa thì bạn cũng có được một lượng thời gian tốt hơn rất nhiều so với con số 0 thực tế của mình. Đó là cách mà thói quen tí hon vận hành. Hãy giảm thiểu sự kỳ vọng, hạn chế lực cản nhiều nhất có thể để khiến cho nó ngắn hoặc dễ đến nỗi mà bạn không có lý do để biện hộ để thực hiện hành vi đó.
Và nguyên tắc này áp dụng tương tự với toàn bộ các thói quen khác như đọc sách, tập thể dục, làm việc, vân vân. Đừng nghĩ đến việc phải đọc 30 trang sách hay đọc trong 30 phút, mà chỉ đơn giản là đọc 2 đến 5 trang trong vòng 2 đến 5 phút thôi. Nếu bạn đã đọc được 5 trang thì 15-20 trang còn lại, xác suất cao là nó sẽ tự động được hoàn thành. Tương tự vậy, đừng nghĩ đến chuyện phải vật vã trong phòng tập hàng giờ đồng hồ, mà là chỉ cần ra đến nơi tập 5-10 phút thôi rồi về cũng được. Miễn sao bạn phải xuất hiện ở phòng tập thì dù tập có 5 phút vẫn tốt hơn là không có phút nào. Cứ có 5 phút đi đã, rồi lực quán tính nó sẽ lo cho bạn các phút còn lại. Nên là cách tiếp cận với mức độ kỳ vọng cao như vậy, mà đặc biệt là trong thời kỳ đầu cần thiết lập được thói quen, thì nó sẽ không giúp được bạn trong dài hạn đâu nha. Và tặng bạn thêm một mẹo kèm theo nữa để cải thiện năng suất, Tư Duy Ngược gọi đây là mẹo ăn gian. Gói gọn trong 4 chữ thôi, những vận động viên hay những người thành công rất thích 4 chữ này: thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi. Đó, những người thành công thường rất thích ăn gian như vậy. Nguyên lý khi đặt kỳ vọng thấp nhưng bạn lại hoàn thành được gấp nhiều lần sự kỳ vọng đó sẽ khiến bạn cảm thấy hào hứng dồn dập. Chính vì vậy mà việc thêm một chút nữa, thêm 1% nữa không khiến bạn mệt mỏi mấy, mà nó còn có hơi hướng thúc đẩy, thử thách bản thân tiến xa hơn. Thêm một xíu nữa, tích tiểu thành đại ha. Đừng tích đại thành đại, bạn sẽ không đi được bao xa với tư duy này đâu. Đến đây thì Tư Duy Ngược mời bạn xem lại trường hợp rất thú vị của một anh chàng đã nuốt được thói quen tập gym nhờ vào thói quen tí hon. Sau đây là một câu chuyện của một độc giả cuốn sách Thói Quen Nguyên Tử của tác giả James Clear, cuốn sách mà Tư Duy Ngược rất hay đề cập. Gọi nhanh là anh A nhé. Anh A dùng cách này và giảm được 100 pounds, tức là khoảng 45kg. Trong 6 tuần đầu, A chỉ đến phòng gym và tập khoảng 5 phút rồi đi về. Anh ra khỏi nhà, lên xe, đến nơi tập khoảng 5 phút, rồi quay trở lại xe và về nhà. Làm đều đặn như vậy trong 6 tuần đầu tiên. Đó là bởi vì A đang trước hết muốn trở thành một tuýp người là đi đến phòng tập đều đặn 4 lần một tuần. Anh đang muốn làm chủ hành vi xuất hiện của mình tại phòng tập đều đặn mỗi ngày. Bởi vì nếu bạn không trở thành một người đến phòng gym chỉ 5 phút một cách đều đặn, thì bạn cũng sẽ không có cơ hội để trở thành một người đến phòng gym 45 phút 4 lần một tuần. Đó là cách mà anh chàng này trước hết khiến thói quen ăn vào máu của mình, sau đó mới đến việc cải thiện và tối ưu. Và hệ quả tất yếu của việc này là được giảm hàng chục ký mỡ. Đây là một bài học rất sâu sắc về thói quen mà mọi người rất thường bỏ sót. Đó là một thói quen cần phải được thiết lập trước khi cần được cải thiện. Nó trước hết cần phải trở thành một tiêu chuẩn, một điều bình thường mới trong cuộc sống của bạn trước khi nghĩ đến việc cải thiện hay tối ưu. Nhiều người thì có thói quen là bắt đầu một hành vi tốt nào đó với một cường độ rất cao, nhưng họ không thể kéo dài được lâu, mà chỉ là một giây phút cao hứng tạm thời, và cuộc sống của bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề nếu cứ tràn ngập những sự cao hứng tùy tiện như thế này. Đa phần những điều tốt đẹp trong cuộc sống này sẽ có hình dạng và sắc thái giống như là một cuộc chạy đua marathon đường dài hơn là một cuộc chạy đua nước rút. Và nguyên tắc nhỏ bé này sẽ giúp giữ cho đôi chân của bạn vững vàng trên đoạn đường chạy vừa dài và vừa bền này. Một sai lầm kinh điển trong cách nghĩ của chúng ta về thói quen nữa là ta thường nghĩ rằng động lực cần phải đến trước khi chúng ta bắt đầu làm. Nhưng không, nó sẽ thường xảy ra ngược lại. Bạn sẽ tìm thấy động lực sau khi đã bắt đầu, chứ không phải là trước đó. Đó là cách khiến bạn bền bỉ một cách rất có nguyên tắc và không phải phụ thuộc vào những thứ may rủi gọi là động lực. Nó đến từ việc làm từng phần việc nhỏ xíu, và từ đó chúng ta có thể tin tưởng rằng phần còn lại sẽ được diễn ra một cách tự động và dễ dàng hơn rất nhiều với sự trợ lực của quán tính. Điểm rất quan trọng ở đây là lực cản lớn nhất của một hành vi sẽ thường nằm ở ngay phần khởi đầu. Do đó, nó cũng yêu cầu bạn phải có một mức động lực cực lớn ngay tại thời điểm bắt đầu để khởi phát và duy trì một hành vi nào đó. Vì vậy là bạn cần phải khiến cho nó trở nên dễ đến nỗi mà bạn không thể từ chối để bắt đầu. Đây là thứ đã thực sự khai sáng tôi. Chúng ta luôn tập trung vào việc một kế hoạch hoàn hảo, một chương trình cải tiến, tối ưu, vân vân, nhưng lại không để bản thân xuất hiện trong từng hành động nhỏ nhất, 2 phút chạy bộ, 5 cái chống đẩy, vài câu viết sách hay blog. Điều bạn cần làm là phải thành thạo với việc tạo ra sự hiện diện của bản thân mình với chính cái thói quen đó, khiến nó trở thành một điều quen thuộc. Và khi bạn đã trở thành tuýp người đó rồi, thì phần mở rộng hay tối ưu, nó sẽ dễ như ăn bánh. Nguyên tắc là think big nhưng do small. Bạn có thể nghĩ rất lớn, phóng đại suy nghĩ của mình ra, nhưng hãy thu nhỏ lại các hành động của mình và tận dụng sức mạnh lãi gộp của thói quen để tích tiểu thành đại.
Đấy chính là lợi thế của việc do small, mà do big khó lòng mà có được. Tôi chắc cũng không khác gì mọi người, nghĩ thì bao giờ cũng lớn, nhưng mỗi lần xăng tay áo vào làm thì luôn bị choáng ngợp bởi những cái kế hoạch vĩ đại mà mình phóng đại ra trong tâm trí. Cứ bắt bản thân phải do big, nhưng rồi chữ big đó nó lại đè bẹp mình. Thế là cứ lao vào các thứ giải trí giết thời gian để bla 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 cho hết giờ. Ngày này đến ngày khác vẫn cứ là một con số 0 mà chưa đi đến đâu. Nên việc bạn cần phải làm chỉ là cần thu nhỏ mọi thứ lại. Ví dụ, đọc 30 cuốn sách một năm trở thành đọc 3 trang một ngày. Chạy 5 km trở thành chạy 200 m. Tập gym 45 phút trở thành việc tập gym 5 phút. Đó chính là một mẹo cực hay để đánh lừa não bộ của bạn. Nếu ai đó cho rằng thói quen tí hon sẽ không tạo ra được nhiều năng suất, thì khi tìm hiểu kỹ về nó, bạn sẽ thấy rất sai lầm. Mục đích của việc chinh phục mục tiêu không phải lúc nào cũng là đích đến, mà mục đích là phải khiến cho bạn lúc nào cũng ở trên đường hướng đến mục tiêu đó. Chỉ cần bạn chắc chắn mình sẽ luôn ở trên lộ trình về đến đích, thì chuyện về đích chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Không quan trọng bạn đi nhanh hay chậm, mà chỉ cần đi là được. Cứ như vậy thì bạn sẽ được hưởng lợi từ phép thuật của sự nhất quán, lực quán tính và sức mạnh của lãi gộp. Không cần phải nói thì bạn cũng biết hàng tá người chỉ suốt ngày ngồi nghĩ về đích đến, nhưng vì cái đích nó xa quá, gian nan quá nên họ chẳng chịu bước. Nghĩ thì rất lớn nhưng lại chẳng chịu làm từng phần việc nhỏ xíu. Họ think big nhưng lại không biết do small, không biết gì về thói quen tí hon cả. Chính vì vậy mà cứ bị hạ đo ván bởi anh chàng nhỏ bé này. Đây là sơ đồ năng suất của hai hình thức thói quen. Thứ nhất là thói quen thông thường, nghĩ lớn mà làm cũng lớn. Thì 2-3 ngày đầu bạn làm rất hăng, nhưng rồi sẽ sớm lỡ mất một vài ngày. Rồi đến ngày 5, ngày 6, vì kỳ vọng quá cao như ở các ngày đầu, nên bạn lười một chút. Và rồi cứ thế, cứ làm rồi lại bỏ. Rồi bắt đầu số ngày nghỉ ngày càng nhiều hơn, cho đến khi thói quen nó trút hơi thở cuối cùng. Và rồi bạn mất nó, chúng ta lạc mất nhau. Còn đây là thói quen tí hon. Vài ngày đầu bạn chỉ kỳ vọng nhỏ và làm tí tẹo như mình đã đặt ra. Rồi có vài ngày bạn bắt đầu có hứng hơn vì những cái chiến thắng nhỏ, nên bạn muốn vượt năng suất, làm thêm một chút nữa, nên là có rất nhiều ngày vượt chỉ tiêu. Và quan trọng là vì đặt kỳ vọng thấp nên bạn ít khi bỏ qua ngày nào. Và cứ như vậy bạn đều đặn liên tục xuất hiện cho đến khi thói quen ăn vào máu và nó trở thành một phần trong căn tính, một lối sống thường ngày của mình. Đó là sự khác biệt giữa hai hình thức thói quen. Như định luật 1 Newton đã phát biểu, vật nào đang chuyển động thì nó sẽ càng có xu hướng chuyển động. Vật nào đang đứng yên thì nó sẽ càng có xu hướng để đứng yên. Vậy nên miễn sao bạn cứ khiến cho mình phải chuyển động là được. Hãy nhớ, động lực sẽ đến sau khi bạn đã bắt đầu, chứ không phải là trước đó. Còn đi xa được đến đâu thì ở các phần trước, Tư Duy Ngược đã chia sẻ với bạn rất nhiều các phương pháp và các mẹo hệ thống để bạn gia tăng năng suất của mình rồi. Lúc nãy Tư Duy Ngược có nhắc đến hai chữ căn tính ở phần thiền và phần thói quen tí hon, nên phương pháp cuối cùng sẽ là căn tính, một phần cực kỳ quan trọng về hành vi. Để thay đổi và xây dựng được hành vi thì bạn cần biết về 3 vòng tròn thay đổi hành vi sau đây. Ở lớp đầu tiên ngoài cùng là kết quả đầu ra liên quan đến kết quả, ví dụ như giảm được 10 cân, giành chức vô địch, vân vân. Đây là điều bạn muốn có và cách mọi người nhìn nhận bạn. Lớp thứ hai là quá trình liên quan tới thói quen của bạn, ví dụ như kế hoạch rèn luyện mới, chế độ ăn kiêng mới. Đây là kế hoạch hành động, các bước bạn cần làm. Lớp thứ ba sâu nhất là căn tính, liên quan đến niềm tin, thế giới quan của bạn, con người mà bạn muốn trở thành. Đây chính là thứ bạn tin. Đến đây, phương hướng thay đổi của bạn sẽ đóng vai trò cốt lõi. Nhiều người bắt đầu quá trình thay đổi thói quen theo hướng tập trung vào thứ họ muốn đạt được, dẫn đến thói quen dựa trên đầu ra, chiều từ ngoài vào. Nhưng thực tế, hướng bền vững hơn là tập trung vào con người mà bạn muốn trở thành, bằng việc xây dựng thói quen dựa trên căn tính, hướng từ trong ra. Ví dụ khi chúng ta hỏi hai người đang cai thuốc, ta sẽ nhận được hai câu trả lời khác nhau. Người thứ nhất nói rằng, không, cảm ơn, tôi đang cố cai thuốc. Nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng trong thâm tâm người này vẫn tin rằng mình là một người hút thuốc và đang cố gắng để trở nên khác đi. Họ hy vọng rằng hành vi ở lớp thứ hai sẽ thay đổi, trong khi vẫn giữ niềm tin cũ ở lớp thứ ba trong cùng. Còn người thứ hai thì nói rằng, không, cảm ơn, tôi không hút thuốc. Tuy đây chỉ là một sự khác biệt nhỏ, nhưng câu nói này là dấu hiệu cho thấy một sự chuyển đổi lớn trong căn tính, rằng thói quen hút thuốc cũ không còn trong cuộc sống mới của họ nữa.
Hay nói cách khác, người thì chỉ cải thiện ngoài da, còn người thì thay đổi đến tận xương tủy. Khi hành vi của chúng ta không tương thích với căn tính, thì hành vi và thói quen đó sẽ không bền vững. Tôi là kiểu người muốn điều này, khác rất xa với tôi chính là kiểu người này. Đằng sau mỗi hành vi, hành động của bạn đều có một hệ thống niềm tin. Rất khó để thay đổi hành vi nếu bạn không thay đổi các niềm tin nằm bên dưới đó trước. Đỉnh cao của thay đổi hành vi là phải thay đổi căn tính. Đó là khi động lực nội tại, con người bên trong của bạn được tương thích với những kế hoạch và mục tiêu ở bên ngoài. Bạn có thể có một mục tiêu mới, một kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó, nhưng đến khi nào con người bạn vẫn chưa tương thích với hai thứ này, thì sẽ rất khó để bạn duy trì được thói quen của mình. Khi hành vi và căn tính của bạn nhất quán, bạn sẽ không cần phải theo đuổi việc thay đổi hành vi nữa, mà mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự động hơn. Hoặc giả sử, nếu bạn muốn tập thể dục đều đặn, thay vì thay đổi từ ngoài vào, thì bạn hãy thay đổi từ trong ra, bằng cách bạn trang bị cho mình căn tính của một vận động viên. Bạn tin tưởng rằng mình có một cơ thể hoàn hảo như một vận động viên. Bạn sống với những tiêu chuẩn, những cái đức tính, tinh thần của một vận động viên thực thụ. Và nếu bạn tin như vậy, thì chắc chắn bạn sẽ thức dậy và đến được phòng tập vào lúc 5 giờ sáng sớm, đi một cách rất dễ dàng. Vì vận động viên họ không muốn nằm lì để đốt mình ở trên giường, mà họ phải lao ra sân, đốt calo, kỷ luật để tạo ra thành quả. Nên họ không cho phép những thứ hành vi không phù hợp, thâm nhập, tiêm nhiễm vào căn tính của mình. Còn nếu bạn chỉ tập trung vào vòng tròn 1 và 2, chiều từ ngoài vào, ví dụ như về kết quả, bạn muốn giảm cân, muốn có một thân hình đẹp hơn, phấn đấu để giảm được 5kg mỡ hay thân hình 6 múi, vân vân. Rồi quá trình tập rõ ràng, bạn có kế hoạch đặt báo thức thức dậy vào 5 giờ 15 mỗi sáng 2-4-6, đi tập gym hay đạp xe đạp. Nói chung là lộ trình, lịch biểu khá rõ ràng và nghiêm túc. Và tác giả thấy rằng cả hai nhóm này đều không thực sự đạt được mục tiêu của mình. Thường đến 5 giờ 15, đồng hồ reo lên là hai nhóm này sẽ nhấn vào nút báo thức lại và tự luyến đủ điều cho đến khi từ giã luôn thói quen này. Bởi vì họ thiếu đi bước thay đổi niềm tin bên dưới căn tính của mình. Phần mà chút nữa tư duy ngược sẽ hướng dẫn bạn sau. Nên bạn sẽ dễ dàng chinh phục được thói quen hơn nếu thay đổi ngược lại bằng cách đi từ trong ra ngoài. Tương tự với việc đọc sách, mục tiêu không phải là người đọc vài chục cuốn sách, mà mục tiêu là phải trở thành một người đọc sách. Nếu bạn muốn trang bị cho mình căn tính chất lượng của một người đọc thực thụ, đọc hiệu quả, thú vị hơn và đọc nhanh hơn, thì phải đào thải toàn bộ các hành vi và các niềm tin đọc cũ, bắt đầu cài đặt lại những hành vi và niềm tin mới, đúng và hiệu quả hơn, thiết lập hệ thống các bước để cấy ghép hành vi đọc này vào. Không có người đọc tệ, mà chỉ có người được dạy để đọc tệ. Nên nếu bạn yêu thích việc đọc, muốn cài đặt được căn tính đọc, thì có thể tham khảo đường link khóa học Smart Reading của Tư Duy Ngược ở bên dưới, ở trong khung mô tả. Đặc biệt là vào thời điểm mùa đông này, thì nó sẽ rất có ích với bạn. Và để thay đổi được căn tính, bạn có thể tham khảo 3 bước sau. Bước 1, quyết định kiểu người bạn muốn trở thành. Bạn muốn hình tượng nào trong cuộc sống? Bạn muốn trở thành mẫu người nào? Hay có vẻ lớn lao hơn là bạn muốn đấu tranh cho điều gì? Nguyên tắc sống và giá trị cốt lõi của bạn là thứ cần được làm rõ ở đây. Đối với năng suất làm việc cũng vậy, bạn có phải tuýp người muốn chống lại sự sao nhãng không? Có luôn đầu đấu để tìm mọi cách thoát khỏi nó và gia tăng năng suất không? Bạn khao khát thực thi những mục tiêu của mình đến mức nào? Ở phần này, bạn nên chọn ra một vài tấm gương để truyền cảm hứng cho mình. Dĩ nhiên là liên quan đến chủ đề bạn muốn. Ví dụ về các tấm gương trong chủ đề làm việc như Steve Jobs, Lý Tiểu Long, Abraham Lincoln, vân vân. Cá nhân Tư Duy Ngược thì đặt tượng Phật Thích Ca trên bàn làm việc của mình. Hầu như ở khía cạnh nào, tôi cũng có thể nghĩ về Đức Phật để phấn đấu, vô số các phẩm hạnh để học hỏi. Còn chưa kể đến, căn tính của Phật là căn tính của sự giác ngộ nữa. Bậc toàn giác, chánh đẳng, chánh giác. Mặc dù bản thân vẫn còn rất nhỏ bé, nhưng tôi sẽ luôn được đồng hành với các giá trị này khi có được cảm giác ở gần Phật. Khi bạn đã có hình tượng hay tấm gương về những gì bạn muốn trở thành rồi, thì bạn cứ giả là họ đi, rồi làm như họ, thì bạn sẽ có như họ. Là, làm, có. Hay nói cách khác là fake it till you make it. Bạn hãy cứ giả là như vậy cho đến khi bạn làm được như vậy, rồi thì bạn sẽ có như vậy. Đây là một mẹo rất hay mà hầu như bất kỳ người thành công nào cũng sử dụng. Bước thứ hai, chứng minh với bản thân bằng những chiến thắng nhỏ. Như đã nói, động lực sẽ thường xuất hiện sau khi bạn đã làm, chứ không phải trước đó.
Vòng lặp này sẽ giúp bạn tạo ra rất nhiều phần thưởng trì hoãn. Càng làm như vậy, bạn sẽ càng tự hào về bản thân, giúp củng cố thêm lòng tự tin và niềm tin của mình, rằng bạn thấy là mình cũng giỏi, cũng hay đó chứ. Và cứ như vậy, liên tục tạo đà quán tính để tiến tới, kết hợp với các phương pháp vừa nãy ở bên trên, như thói quen tí hon hay kế đốt tiền, thì bạn sẽ có được rất nhiều những loại chiến thắng để cải thiện năng suất, cũng như xây dựng và củng cố các căn tính mới cho mình. Rồi khi bạn gặp trở ngại trên con đường chinh phục căn tính, thì bạn sẽ cần đến bước thứ 3, độc thoại nội tâm, để củng cố cho hai bước trên. Ở bước này, câu hỏi sẽ là kim chỉ nam. Mỗi khi thấy mình bị lệch ra khỏi lộ trình đang hướng đến hay gặp những sự khó khăn, thì bạn phải đặt ra những câu hỏi để đưa bản thân quay trở lại căn tính mục tiêu. Nếu đang chinh phục mục tiêu chạy bộ của mình mà bạn lại mệt quá, muốn bỏ cuộc, thì bạn sẽ nói là: "Trời ơi, mệt quá, chạy không nổi nữa." Nhưng đừng dừng lại ở đó, bạn phải độc thoại bằng cách hỏi thêm một vài câu nữa. Nhưng nếu là một vận động viên thực thụ mệt như mình, thì họ sẽ làm gì vào lúc này? Nếu Lý Tiểu Long như mình chạy mệt quá thì ông ấy sẽ làm gì? Hay như Muhammad Dali, ông ấy có bỏ cuộc không? Ví dụ, nguyên tắc sống của bạn ở bước 1 là một người muốn chinh phục, nên bạn sẽ rèn luyện đức tính này bằng cách hình dung ra hình ảnh và căn tính của những người tương tự, rồi mô phỏng con người và tinh thần của bạn hệt như vậy. Thì bạn sẽ tìm thêm được sức mạnh từ những sự độc thoại và mô phỏng để thúc đẩy bản thân tiến lên và vượt quá giới hạn bản thân. Bởi vì bạn đang muốn có được căn tính đó, nên phải làm có bạn ha. Fake it till you make it. Tuy sẽ khiến bạn hơi khó chịu, nhưng khi hoàn thành, phần thưởng trì hoãn sẽ đến. Một cảm giác hưng phấn sẽ chạy xuyên khắp người. Có được những khoảnh khắc như vậy là rất vô giá. Bạn sẽ thấy tự tin hơn, cao lớn hơn bao giờ hết khi có thể vượt qua được chính mình. Không riêng gì chạy bộ, mà các hình thức khác cũng làm tương tự vậy. Gặp tình huống khó khăn, bạn phải liên tưởng lại bước 1, hoặc có thể chuẩn bị sẵn một bộ câu hỏi nào đó, rồi độc thoại để giúp bạn dừng lại sự nghi ngờ, mệt mỏi, củng cố tinh thần, an tâm mà bước tiếp. Tuy nhiên, ngược cũng đã không ít lần bị lung lay ý chí, mất niềm tin trước những tình thế khó khăn. Ai rồi cũng phải bị thôi, nên vấn đề là bạn đối diện và xử lý nó như thế nào. Hãy nghĩ thoáng hơn để trở về được, quay trở lại được trạng thái chiến đấu và căn tính mục tiêu của mình. Hãy biến những cái mục tiêu của bạn trở thành một phần trong căn tính của bạn. Bởi vì hình thái tối cao nhất của động lực nội tại là khi một thói quen trở thành một phần trong cái căn tính nhận dạng của bạn. Và như đã nói, đỉnh cao của thay đổi hành vi phải là thay đổi căn tính. Đó là khi mà động lực nội tại và con người bên trong của bạn nó được tương thích với những cái kế hoạch và mục tiêu ở bên ngoài. Còn nếu như bạn chỉ có những cái hình dung về kết quả rồi kế hoạch mục tiêu rõ ràng, nhưng mà cái nội tại và con người bên trong của bạn nó chưa được thực sự tương thích với những cái kế hoạch và mục tiêu bên ngoài á, thì bạn cũng chỉ hăng hái đi được một đoạn thôi là cùng ha. Cho nên là giữa việc tập trung vào kết quả đầu ra và tập trung vào căn tính là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nó lệch một chút thôi, nhưng mà nó mang lại những kết quả rất là khác biệt nhau. Một bên á, thì cần rất là nhiều động lực và ngoại lực ở bên ngoài để mà tác động vào. Còn một bên á, thì bạn mở khóa ở bên trong để mà giải phóng được toàn bộ sức mạnh nội tại. Đẳng cấp cao nhất của việc chinh phục mục tiêu vẫn là có được thứ căn tính của con người mà bạn muốn trở thành. Còn kết quả đầu ra của mục tiêu thì nó chỉ như là một phần bề nổi để củng cố cho cái căn tính bên trong của bạn thôi. Hãy thật sự rõ ràng về điều này. Bản thân căn tính nó được định hình là chủ yếu nhờ vào sự lặp lại của những cái chất liệu mà bạn đang sử dụng mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Và mỗi cái hành động của bạn nó giống như một cái lá phiếu để mà bầu chọn cho cái kiểu người mà bạn muốn trở thành. Thì một năm 365 ngày, bạn dành ra bao nhiêu ngày để mà bầu chọn cho cái kiểu người mong muốn của mình? Và nếu như bạn có thể làm chủ được từng hành động nhỏ, từng cái thói quen nhỏ, thì bạn có thể bắt đầu bỏ phiếu cho những cái căn tính mới này. Một động tác chống đẩy không làm cho cơ thể của bạn biến đổi, nhưng mà nó bỏ phiếu cho bạn là kiểu người không bỏ qua cái bài tập. Thiền trong 3 phút có thể không mang lại cho bạn cái cảm giác là bình tĩnh ngay lập tức, nhưng mà nó bỏ phiếu cho việc là bạn trở thành một thiền sinh, một thiền giả. Rồi một khi mà bạn đã tiếp nhận được cái bản chất mới này rồi, thì khi đó bạn không còn phải theo đuổi cái việc phải thay đổi hành vi nữa, mà lúc đó là bạn chỉ đơn giản là hành động để mà phù hợp với cái kiểu người vốn đã là của mình thôi. Đơn giản là it's me, đó là tôi thôi, tôi là như vậy đó. À, tôi là người không sao nhãng, tôi quý trọng và làm chủ được thời gian, làm chủ cách điều hướng cuộc sống của mình, bởi vì đó là căn tính của tôi. Đó, ví dụ như bạn tuyên bố như vậy. Ví dụ như một người ăn chay thì họ sẽ không sát sinh, không sát hại động vật và không ưu tiên cho việc ăn thịt, bởi vì đó là cái căn tính của họ. Bạn có thể xem cái video này về các bài học của Đức Phật về việc ăn chay hay sát sinh thực tế nó là như thế nào ha. Hay ví dụ như các tôn giáo cũng như vậy. Bạn tin tưởng tuyệt đối vào tôn giáo của mình và thể hiện căn tính của tôn giáo đó ra bên ngoài một cách tự động, bởi vì đó là những cái niềm tin mà bạn tin.
được ảnh hưởng bởi gia đình, văn hóa, tôn giáo, vân vân. Đây hoàn toàn là về câu chuyện căn tính bên trong của bạn là gì, về việc bạn là ai ha. Và tương tự với việc đọc sách hay là bất kỳ những thói quen nào khác. Nên khi đã thay đổi được câu chuyện nội tâm của mình rồi á, thì bạn sẽ dễ dàng để xuất hiện hơn mỗi ngày. Và khi đã yêu được kiểu người và thứ căn tính mới bên trong của mình, thì kết quả nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Nhưng nếu chỉ say mê với kết quả là vòng tròn ở bên ngoài á, thì bạn sẽ luôn thấy là mình cứ phải luôn cố gắng để mà có động lực để phải đuổi theo. Và nó sẽ rất dễ khiến bạn kiệt sức và bỏ cuộc. Vì vậy mà bạn cần phải thay đổi đúng chiều và tạo ra một hệ thống bền vững để bạn tiếp tục chiến thắng cái cuộc chơi của mình. Bởi vì nó mang nhiều ý nghĩa về hệ thống hơn là một cái kết quả của một mục tiêu nào đó. Nên là Tư Duy Ngược đã trình bày cho bạn rất là nhiều giải pháp để mà bạn vừa có thể bắt đầu ở bên ngoài của mình hoặc là vừa thay đổi ở bên trong nội tại của bạn. Và đây là lúc mà bạn bắt đầu bầu cử, bỏ ra những cái lá phiếu ủng hộ mạnh mẽ cho những cái căn tính, cho con người mà bạn muốn trở thành. Mình là Tuyển từ Tư Duy Ngược, chúc bạn một năm 2023 nhiều tiến bộ và nhiều thành công. Nếu bạn muốn nhận tài liệu một trang PDF của video này thì sẽ có một đường link ở bên dưới khung mô tả để bạn điền email thì hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn tài liệu này. Đây là một tài liệu rất quan trọng dành cho bạn. Đây là phần nhỏ bổ sung về môi trường làm việc cho những ai cần. Về chủ đề làm việc thì trong những phần trước tôi đã chia sẻ với bạn một số vấn đề lớn mình bị mắc phải. Ban đầu thì chẳng có vấn đề gì, nhưng rồi thuyền to hơn thì sóng lớn hơn. Khi có những mục tiêu lớn hơn và quá nhiều đầu việc cần làm khiến bản thân bị ngập lụt. Từ đây, tạo điều kiện cho sự sao nhãng nuốt chửng mình. Rồi tôi vô tình tìm được một số tài liệu rất là Satori để có giải pháp xử lý cho các vấn đề của mình mà tôi đã chia sẻ với bạn ở các phần trước. Bây giờ, Tư Duy Ngược sẽ bổ sung thêm cho bạn một vài mẹo nhỏ để tạo ra một môi trường thông thoáng hơn. Dĩ nhiên là về môi trường bên ngoài thì bạn phải chủ động dọn dẹp những tác nhân dễ sao nhãng như tiếng ồn môi trường xung quanh hay các tác nhân từ gia đình. Thì cái này bạn tự tạo ra nguyên tắc ha. Tư Duy Ngược sẽ bổ sung các mẹo để dọn dẹp trên môi trường online, trên các thiết bị làm việc của bạn, một phần rất quan trọng. Thì nguyên tắc ở đây là làm sao để mà bạn có thể hạn chế được tối đa các cái yếu tố lực cản của môi trường. Lực cản đối với những thói quen xấu, nhưng mà tạo ra lực đẩy đối với những thói quen tốt bạn ha. Rồi với trải nghiệm cá nhân của mình á, thì khi mà làm việc á, thì mình thường hay bị sao nhãng bởi những cái tác nhân như là Facebook hay là YouTube rất là nhiều. Thì bạn có thể lên Google bạn ấn cái News Feed Eradicator. Thì đây là một cái tiện ích tích hợp ở trên Google để giúp cho bạn chặn bớt những cái thông báo của Facebook lại. Thì bạn nhấn vào đây, thì nó sẽ xuất hiện ra cái trang này. Rồi, thì ở đây là mình đã cài đặt rồi. Thì bây giờ bạn ấn là thêm vào Chrome. À, thì vì khi bạn ấn thêm vào Chrome á, thì nó sẽ hiện cái tiện ích ở trên này. Đây, thì bạn sẽ thấy cái New Feed Eradicator. Nếu như bạn muốn nó ra, cho ra ngoài thì bạn ấn xanh nè, nó mất này không? Đó, thì bạn ấn vào đây, nó sẽ nằm ở ngoài đây. Rồi, sau đó bạn ấn vào. Đây. Thì bởi vì mình đã tích vào Facebook, tích vào YouTube rồi thì nó sẽ... Đây, thì khi bạn vào nè, đó, thì bạn sẽ không thể nào lướt cái new feed được. Thì tại vì thường mình đang làm việc mình sẽ hay chuyển sang các tab ứng dụng. Thì mình lướt qua Facebook, bắt đầu mình ngồi mình lướt hoài, không làm việc được. Thì ở đây bạn thấy là nó sẽ chặn và nó sẽ cho bạn một cái câu châm ngôn bằng tiếng Anh ha. Thì nếu như bạn biết tiếng Anh được thì bạn đọc cũng rất là hay. Thì bạn chọn như đây thì bạn sẽ thấy được một câu khác, ví dụ vậy, đó. Bạn vẫn có thể xem trên tường của bạn được. Bạn có thể nhận tin nhắn, bạn nhắn tin bình thường được. Thì đây là một cái ứng dụng khá là hay để mà bạn hạn chế bớt đi sự sao nhãng của Facebook mang lại khi mà bạn đang làm việc. Tại vì bạn lướt ở trên điện thoại thôi là đã quá đủ rồi. Chứ đừng có tạo điều kiện cho bản thân của mình để lướt trên PC nữa. Đó thì đó là bạn tạo lực cản đối với thói quen xấu và tạo lực đẩy đối với những thói quen tốt. Thì khi mà bạn làm việc á, thì bạn bật cái đồng hồ giống như cái phương pháp đặt đồng hồ ở những cái video trước á, thì nó sẽ giúp bạn tập trung hơn. Và rồi khi bạn đang làm việc ở trên những cái ứng dụng khác, bạn vô tình bạn quay lên Facebook thì bạn sẽ không có cái cơ hội để mà bạn lướt. Thì nó sẽ giúp bạn bớt đi những cái quán tính là cứ rong ruổi ở trên mạng và quay trở về cái công việc của bạn và bạn tiếp tục làm việc. Thì bạn có bệnh nào thì bạn xóa bệnh đó. Và ví dụ như mình có thêm cái bệnh YouTube nữa. Nếu như giả dụ, ok bây giờ bạn muốn xem một số cái video đúng không? Thì bạn ấn vô đây. Bạn ấn setting nè, thì nó sẽ quay lại đây. Thì bạn có thể chọn vô đây. Show feed nghĩa là cho xem tin tức trong vòng 5 phút. Thì khi bạn chọn 5 phút thì bây giờ bạn sẽ thấy nè, đó. Rồi, bây giờ bạn sẽ được xem 5 phút. Thì 5 phút sau thì nó sẽ tắt. Bạn chỉ nên cho xem YouTube khoảng 5 phút thôi. Và sau đó bạn dừng, đừng bật lên lại nữa. Thì tí nữa nó sẽ tự động nó khóa lại. Sau đó thì bạn sẽ có khả năng tập trung làm việc tốt hơn mà không bị mất quá nhiều thời gian cho cái việc rong ruổi trên mạng một cách vô tội vạ ha. Rồi, đối với trên điện thoại thì bạn làm một mẹo như thế này. Bạn vào cài đặt. Thì bây giờ mình đang xài iPhone thì mình chỉ hướng dẫn cho iPhone ha, còn không biết ở trên Android thì bạn có thể suy luận ra một cái cách nào đó tương đồng ha. Đây thì bạn vào thời gian sử dụng.
Rồi, đối với những cái ứng dụng nào mà mình thường hay lướt ở trên điện thoại á, thì mình sẽ bật cho nó một cái giới hạn ứng dụng. Đây, thì bạn thấy nè, mình đã thêm vào một cái giới hạn ứng dụng là Facebook. Mình thì ít lướt TikTok nên là mình cũng không nghiện TikTok. Ví dụ mình có lướt thì mình cũng lướt khoảng 5 phút là mình dừng lại được. Nhưng mà đối với Facebook thì mình dễ bị sa lầy hơn một chút. Thì mình sẽ bật một cái là... Đây, mình sẽ có một cái giới hạn kết thúc là 30 phút. Mình chỉ được lướt 30 phút mỗi ngày thôi. Thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Đây, bạn qua lại Facebook. Ví dụ như bạn đang lướt Facebook như thế này. Xong ở một đoạn nào đó nó phát hiện ra là bạn đang lướt khá lâu rồi. Thì nó sẽ xuất hiện một cái thông báo là bạn đã lướt 5 phút hay là 10 phút gì đó. Bạn có nên dừng lại hay không? Lúc này mình đang vô thức lướt mà. Thì khi nó hiện một thông báo như vậy thì mình sẽ quay trở lại nhận thức của mình. Thì ok, mình nên dừng lại. Bởi vì mình biết là mình chỉ có 30 phút thôi. Stress khoảng 5 đến 10 phút như vậy là được rồi. Rồi quay lại tiếp tục làm việc. Rồi thỉnh thoảng là có một số tình trạng mà bạn phớt lờ luôn cái thông báo đó và bạn tiếp tục lướt. Thì khi gần hết 30 phút nó sẽ xuất hiện một cái thông báo là bạn chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Đó, thì đa phần thì mọi người sẽ dừng lại. Nhưng nếu như bạn tiếp tục vẫn muốn lướt nữa thì khi đến 30 phút nó sẽ tự động chặn bạn luôn. Thì lúc này bạn còn hai option. Option thứ nhất là bạn được quyền lướt thêm 1 phút nữa và nó sẽ tắt hẳn luôn, nó không cho bạn xài nữa. Đó. Thì thỉnh thoảng đôi khi mình bị rơi vào cái trạng thái này thì khi mà nó khóa hẳn luôn thì mình sẽ dễ dàng mình tắt luôn cái điện thoại, bởi vì mình biết là ok, xài hết giờ rồi, không chơi nữa. Rồi sau đó mỗi lúc bạn muốn quay lại thì bạn phải mở khóa bạn mới được xài, thì nó sẽ tạo một cái lực cản lớn hơn ha. Chứ không phải là bạn ấn vào Facebook là bạn sẽ được quyền lướt liền. Thì thường á, mình sẽ ấn vào và mình chọn là mở khóa cho 15 phút thôi, và bạn phải nhập mật khẩu thì nó mới mở 15 phút. Thì sau khi hết 15 phút thì nó lại tắt tiếp. Thì mỗi lần mà bạn muốn quay lại thì bạn phải nhập mật khẩu. Thì như mà nói đúng cái nguyên tắc là bạn phải tạo ra một cái lực cản đối với những thói quen xấu. Thì cái cách mà giới hạn thời gian này nó sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều trong cái việc đỡ mất thời gian hơn cho những cái thói quen trên mạng xã hội. Đó thì là vừa trên điện thoại và vừa trên máy tính ha. Và tương tự nếu như bạn nghiện TikTok thì bạn tiếp tục đặt thêm một cái giới hạn cho TikTok ha. Thêm một cái mẹo nữa là bạn nên nghe nhạc khi mà đang làm việc. Thì có rất là nhiều cái nghiên cứu nó chứng minh là khi bạn nghe nhạc á, thì nó sẽ giúp cho bạn tập trung làm việc hơn. Và với cá nhân của mình thì mình rất là thích nghe nhạc, cho nên là cũng tùy mọi người ha. Nhưng mà đa phần là mọi người sẽ thích nghe một cái thể loại nhạc nào đó khi mà họ đang làm việc. Đặc biệt là khi bạn đang làm việc một thời gian dài, bạn bắt đầu tụt năng lượng hơn, chán hơn một chút. Thì nhạc là một cái yếu tố kích thích rất là cần thiết. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là bạn nên nghe loại nhạc nào? Thì với mình á, những cái công việc nào mà liên quan đến sáng tạo bằng chữ nghĩa đó, bạn cần một sự tập trung rất là cao độ. Cho nên là bạn phải nghe những cái loại nhạc nào không lời. Ha, ví dụ như cái loại nhạc này thì nó sẽ hơi ambient. Nhạc kiểu này nó hơi bao trùm một tí, nó rất là tập trung. Nhưng mà nghe lâu nó sẽ hơi nặng đầu. Thì bạn có thể tìm kiếm cái trang này để bạn nghe những cái bài nhạc. Thứ hai là một cái loại nhạc nó nhẹ hơn chút là nhạc lo-fi mà chill, lo-fi chill. Thì bạn có thể tìm cái trang này cũng có rất là nhiều những cái thể loại nhạc hay. Mình làm việc mình cảm thấy rất là thoải mái. Rồi thứ ba là nhạc lo-fi luôn. Thì bạn cứ tìm kiếm nhiều cái thể loại nhạc ha để bạn nghe cho nó đỡ chán. Bạn có tìm được nhiều bài nào đó thì bạn lưu vào một cái playlist, một cái danh sách của bạn, rồi bạn thay phiên nhau bạn nghe. Rồi đây là một trang bạn cũng có thể tìm hiểu, nó mix hơn một chút. Nó vừa ambient, nó vừa lo-fi, nó sôi động hơn xíu mà vẫn rất là giúp cho bạn tập trung để làm việc. Cái thể loại nhạc này thì dễ nghe, nhẹ nhàng, nó thiên nhiên hơn chút. Thì mình giới thiệu một số cái loại nhạc mà giúp cho bạn dễ tập trung hơn ha. Rồi đối với những cái thể loại công việc nào sáng tạo mà bạn hình ảnh á, khi đó bạn nghe nhạc gì cũng được. Bạn vừa xem phim, bạn vừa nghe nhạc có lời cũng được. Thì những cái thể loại nhạc đó nó giúp bạn cảm thấy thú vị, xả stress tốt hơn và bạn làm việc thời gian dài hiệu quả hơn. Thậm chí là đối với những cái tác vụ mà vẽ video thì mình hay xem là những cái bộ phim mà mình đã từng xem rồi á, thì nó sẽ giúp bạn đỡ ngán hơn khi mà làm những cái tác vụ mà thời gian dài. Nên xem những bộ phim bạn đã xem rồi ha. Còn những bộ phim bạn chưa xem á, thì bạn sẽ phải dành sự tập trung để bạn theo dõi bộ phim đó, thì bạn sẽ bị mất cái sự tập trung khi mà bạn đang làm việc ha. Và đó là một số mẹo ngắn gọn để giúp cho bạn có thể làm việc hiệu quả hơn, và hy vọng là nó sẽ có ích với bạn. Và nếu như bạn cần download PDF hay là bạn muốn đăng ký khóa học thì bạn có thể truy cập ở đường link này ha. Nếu như bạn thấy video này bổ ích thì hãy giúp mình like, share và comment một điều gì đó. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.